Bộ đội đặc chủng 707SQ không vỗ tay vì trong lòng ghi hận Bùi Đông Lai, còn ba người kia không vỗ tay vì thứ này đối với bọn hắn không có ý nghĩa. Đó mới là lúc bọn hắn cùng Bùi Đông Lai so tài. Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, Ratatot lên tiếng nói. Cuộc thi thứ nhất kết thúc, kế tiếp là cuộc thi cách đấu. Ratatot vừa nói xong liền hấp dẫn tất cả đội viên tham gia, tất cả bọn họ đều tập trung nhìn về Ratatot. Cuộc thi đấu cách đấu sẽ bắt đầu vào sáng mai, mỗi đội có thể đăng ký 2 người dự thi. Ratatot giải thích quy tắc cuộc thi. 16 đội dự thi nên sẽ có 32 người tham gia. Sau đó cho máy tính tiến hành chia tổ, chỉ cần thua lập tức bị loại, hiểu rõ chưa? Hiểu rõ, giáo quan. Đông đảo thành viên dự thi chăm miệng một lời, còn các đội trưởng thì đang suy nghĩ sẽ phái ai ra dự thi. Bùi Đông Lai cũng không ngoại lệ. Hắn đã làm ra lựa chọn một trong hai người là Tiêu Cuồng và Trần Anh, nhưng chưa kịp bàn với hai người này thì hắn cảm giác có ba đạo ánh mắt tràn ngập chiến ý đang nhìn hắn, hận như không thể cùng hắn đại chiến ngay lập tức. Bùi Đông Lai liền biết chủ nhân của ba đạo ánh mắt là ai, đó là Tô Bồ Đề, Mơc, Bastien, vì hắn đã từng cảm thụ qua. Vào lúc 6 giờ chiều nay các đội dự thi tới gặp giáo quan Austin Rostov để đăng ký người dự thi, sáng mai sẽ để máy tính chia tổ. Mắt thấy không có ai dị nghị về quy tắc, Ratatot tiếp tục nói. Bởi vì cách đấu sẽ bắt đầu vào sáng mai nên bây giờ mọi người có thể nghỉ ngơi, phía dưới giải tán, đi ăn cơm. Mặc dù Ratatot kêu giải tán, nhưng các đội viên không có lập tức giải tán, mà xếp hàng ngay ngắn để đội trưởng dẫn đường trật tự rời đi. Trong đó có đội trực tiếp đi dùng cơm, có đội trở về lều của mình. Bùi Đông Lai xuất lĩnh bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc đi ở sau hết. Ha ha! Tiến vào lều trại, Tiêu Cuồng không nhìn được liền cười phá lên. Đông Lai, hồi nãy cậu không có chứng kiến dáng vẻ sợ sệt của Zeller, thật là buồn cười. Lũ A Quốc hung hăng càn quấy thì thôi, đã thế còn sỉ nhục chúng ta, đáng đánh. Vương Khuê phụ họa nói. Đông Lai làm tốt lắm. Không những báo được thù, mà còn làm cho uy phong của chúng ta bành trướng. Hồi nãy nghe đội trưởng Mers thuật lại trận đấu ta thật phấn khích không thôi. Tôn Nhân vui vẻ nói. Trần Anh không nói gì, chỉ nhìn Bùi Đông Lai. Trần tỷ, trận đánh ngày mai tỷ tham gia đi. Thấy được ánh mắt Trần Anh, Bùi Đông Lai bỏ cúp xuống hỏi. Bùi Đông Lai vừa nói ra ba người kia lập tức ngưng cười, ánh mắt quẳng về hướng Trần Anh. Câu cùng Tiêu Cuồng tham gia đi. Trần Anh lắc đầu nói. Năm người chúng ta thì Câu và Tiêu Cuồng có thực lực mạnh nhất. Trần tỷ, tỷ tham gia đi. Dù sao cũng có Đông Lai chúng ta chắc chắn lấy giải quán quân. Tiêu Cuồng tuy rằng rất muốn tham gia, nhưng hắn cũng biết mục đích tới đây của Trần Anh là gì, nên quyết định nhường lại quyền giao đấu cho Trần Anh. Trần tỷ, nếu Tiêu Cuồng đã nói thế thì tỷ tham gia đi. Bùi Đông Lai nghe Tiêu Cuồng nói vậy liền nói theo, tuy rằng hắn biết thực lực Tiêu Cuồng mạnh hơn Trần Anh một ít, nhưng trong nội tâm hắn lại muốn cho Trần Anh tham gia trận đánh cách đấu này. Hắn thấy tính cách của Tiêu Cuồng cuồng ngạo quyết tử, khi gặp ba người Tô Bồ Đề, Bastien, Mơc chắc chắn sẽ không lùi bước, mà sẽ đánh một trận sinh tử, đến lúc đó người chết chắc chắn là Tiêu Cuồng. Tiểu Cuồng, thiên phú của cậu so với anh cậu còn tốt hơn, đúng là thiên tài khó gặp. Mà lần này chỉ là một cuộc thi để thử sức mình, nên cậu tham gia so với tôi tham gia có ý nghĩa hơn. Khi nói chuyện, Trần Anh nhìn Bùi Đông Lai một cái, giống như nàng đã biết được ý nghĩ của Bùi Đông Lai. Bất quá cậu phải đáp ứng một việc. Việc gì? Tiêu Cuồng đối với Trần Anh cũng có vài phần hiểu biết, hắn biết Trần Anh là một nữ nhận chấp nhất, một khi đã nói ra sẽ không thay đổi, vì vậy hắn có chút nghi ngờ hỏi. Nếu ở trong trận đấu cậu gặp được đối thủ mạnh lập tức chịu thua. Trần Anh nói. Việc này. Tiêu Cuồng có điểm khó xử, trong từ điển của hắn chỉ có hai từ chiến bại, chứ không có từ chịu thua. Thấy Tiêu Cuồng chậm chạp không chịu đáp ứng. Bùi Đông Lai lại mở miệng nói. Tôi đồng ý đề nghị của Trần tỷ. Đông Lai, cậu thấy tôi sẽ là người chấp nhận chịu thua sao, thà một đao giết tôi còn nhanh hơn. Tiêu Cuồng nóng nảy nói. Bùi Đông Lai thở dài nói. Tiêu Cuồng, tôi biết tính tình của anh, nhưng anh nên nhớ kỹ đây không phải là chiến trường mà là một cuộc thi, anh không cần phải vì nước quên mình. Còn nữa, anh cũng biết ba người Tô Bồ Đề, Mơc, Bastien bọn hắn đến đây là vì tôi. Bọn hắn muốn trong lần cách đấu để giết tôi, nên khi anh gặp hắn, tôi cảm đoan họ sẽ không nương tay.
như vậy đi, chỉ cần gặp được ba người bọn họ thì tôi liền nhận thua, những người kháng tôi huyết chiến tới cùng, thế nào? Tiêu Cuồng nghe vậy trầm ngâm một lát liền nói. Được rồi, những người dự thi thực lực không hề yếu, Cuồng ca ngươi không thể xem thường. Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý với đề nghị của Tiêu Cuồng, cho dù những người khác muốn giết Tiêu Cuồng, nhưng với thực lực của Tiêu Cuồng cũng đủ ứng phó. Được. Tiêu Cuồng nghe vậy, gật gật đầu. Đông Lai, tuy thực lực của cậu rất mạnh, nhưng Tô Bồ Đề, Bát Tiên, Mơ cũng không phải hạng vừa, đánh không lại lập tức nhận thua, đừng cố chấp. Thấy Tiêu Cuồng đồng ý, Trần Anh do dự một chút rồi mở miệng nói. Yên tâm đi Trần Tỷ, sau khi đợt thi đấu thứ hai kết thúc, khúc nhạc vang lên vẫn sẽ là Nghĩa Dũng Quân khúc quân hành. Bùi Đông Lai nắm chặt hai đấm, chiến ý sôi trào. Sao sao qua chương này phổ tu cơ sẽ được chuyển thành Lipsky? Dịch giả, Huyền Vũ. Lúc trạng vạng tối, khu nhà giàu quận Gôn có chút vắng lặng. Trong một tòa biệt thự, Tần Đông Tuyết đang ngồi trong thư phòng đang xem sách kinh tế học, mà Hạ Y Na thì ở đại sảnh cầm điện thoại di động gọi cho Hạ Hà. Đông Tuyết, ba của tớ hôm nay đi bái phỏng tịch lão gia tử, theo lão gia tử nói thì trong cuộc thi lần này Đông Lai sẽ đụng phải những đối thủ rất mạnh. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Y Na mặt đầy lo lắng chạy vào phòng sách nói cho Tần Đông Tuyết biết. Hả? Ngạc nhiên nghe được lời Hạ Y Na nói, Tần Đông Tuyết buông sách xuống hỏi. Hạ Thúc có nói cho cậu biết tình huống hiện tại của Bùi Đông Lai không? Tớ có hỏi, nhưng ba tớ nói mới đi làm từ châu Âu về nên chưa kịp hỏi thăm tình huống. Hạ Y Na nói xong, liền đề nghị. Đông Tuyết, cậu gọi cho Tần Thúc để hỏi thăm tình huống của Đông Lai đi. Được. Tần Đông Tuyết gật gật đầu, trực tiếp cầm lấy điện thoại trong thư phòng gọi cho Tần Tranh. Ba, người có biết tình hình của Đông Lai ra sao không? Điện thoại vừa nối, Tần Đông Tuyết liền hỏi. Tần Tranh nghe Tần Đông Tuyết hỏi liền trả lời. Ta vừa gọi điện thoại hỏi thăm tình huống, thì biết được cuộc thi đột kích cá nhân Đông Lai đã đoạt được giải quán quân. Hô! Nghe được lời Tần Tranh nói, thì Tần Đông Tuyết thở nhẹ ra, sau đó nói. Tịch Gia Gia nói, Đông Lai sẽ đụng phải những đối thủ mạnh mẽ, hiện giờ xem ra cũng không gặp nguy hiểm mấy. Ừ, Tần Tranh nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng cũng không có nói cho Tần Đông Tuyết tình hình thực tế, hắn sợ Tần Đông Tuyết lo lắng. Nửa phút đồng hồ sau, điện thoại chấm dứt, Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na hai người không hề lo lắng cho Bùi Đông Lai, mà còn cảm thấy cao hứng khi Bùi Đông Lai đạt giải quán quân trong cuộc thi đột kích cá nhân. Mà Tần Tranh thì tràn đầy lo lắng, đốt điếu thuốc lên hút. Một bên hút, một bên đang châm trước điều gì. Hút hết nửa điếu thuốc, Tần Tranh bóp tắt thuốc lá, làm ra quyết định, cầm điện thoại lên gọi cho Long Vương Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành đang nói chuyện qua điện thoại cùng với lão đại trong quân đội, thì thấy chiếc điện thoại tư nhân vang lên, người biết được số điện thoại này rất ít có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì thế khi hắn chấm cuộc nói chuyện với lão đại quân đội, nghe được chiếc điện thoại tư nhân vang lên, hắn có chút nghi hoặc, sau đó kéo ngăn kéo ra, lấy chiếc điện thoại ra. Bởi vì thân phận đặc thù, nên Diệp Cô Thành làm ra số điện thoại tư nhân này chỉ cho một ít người biết, khi hắn nhìn lên màn hình di động thì thấy hai chữ Tần Tranh, trong lòng hắn lập tức đoán được dụng ý của Tần Tranh. Thiếu tướng Diệp Cô Thành, thật xin lỗi vì quấy rầy ngài, tôi hy vọng không ảnh hưởng đến công việc của ngài. Khi điện thoại vừa được chuyển tới, Tần Tranh lập tức mở miệng hỏi. Tôi nghe nói có một số tổ chức ngầm nước ngoài phái người tham gia cuộc thi quân sự lần này đúng không? Bùi Đông Lai có gặp nguy hiểm hay không? Có. Diệp Cô Thành cấp ra một cái đáp án rõ ràng. Ách! Có lẽ thật không ngờ Bùi Đông Lai thật sự gặp nguy hiểm, Tần Tranh không khỏi ngẩn người sau đó lo lắng hỏi. Có nguy hiểm tại sao lại vẫn cho hắn đi? Vì cái gì không phái 18 long vệ cùng với 3 long hồn đi? Chính bản thân hắn xin ra trận giết giặc, hắn đã đáp ứng với Tiêu lão thủ trưởng sẽ giành giải quán quân trong cuộc thi toàn cầu đại bỉ vũ quán. Diệp Cô Thành bốn mùa khuôn mặt đều lạnh như băng vậy mà hôm nay gương mặt lộ ra cảm xúc phức tạp. Mặt khác, hắn là con của Vũ Phu. Con của Bùi Vũ Phu là sao? Tần Tranh khó hiểu. Vậy là có ý gì? Thân là con của Bùi Vũ Phu, có một số chuyện hắn không thể tránh né. Diệp Cô Thành cấp ra một câu trả lời, sau đó không đợi Tần Tranh đáp hắn liền cúp máy. Đông Lai, trận kế tiếp nguy hiểm trùng trùng, nhưng ta biết cậu sẽ không để Vũ Phu thất vọng. Cúp điện thoại, Diệp Cô Thành để điện thoại di động xuống,
đi đến bên cửa sổ. Giống như bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc, bộ đội đặc chủng Red Alert Indy không có đi ăn mà quay về lều trại. Thành nữ tôn quý, trận cách đấu ngày mai đều phải dựa vào ngài. Trong chướng bồng chính là bộ đội đặc chủng Red Alert, Cổ Tang và bốn gã thành viên đều có vẻ mặt mong chờ nhìn một trong tam đại thánh nữ Tô Bồ Đề. Các ngươi nên biết, thánh nữ tới đây chỉ vì muốn giáo huấn Tiện Nam Tung của kia. Nghe được lời Cổ Tang, thấy được ánh mắt chờ mong của bốn người, Tô Bồ Đề nhíu mày, đối với nàng mà nói, thì lần này nàng tới đây tham dự cuộc thi này chỉ bởi vì Bùi Đông Lai, vinh dự quân đội Ấn Độ nàng chẳng thèm quan tâm. Thánh nữ tôn quý, điểm này chúng tôi biết rất rõ. Cổ Tang nghe bốn người nói sắc mặt hơi đổi, sau đó nói. Tôi biết thánh nữ tôn quý không hề coi trọng cái gì là giải quán quân. Nhưng giải quán quân này đối với quân đội nước ta, thậm chí cả nước Indy rất có ý nghĩa, chúng tôi chân thành hy vọng thánh nữ có thể giúp chúng tôi đạt lại giải quán quân. Chúng tôi tin tưởng với thực lực của thánh nữ thì việc này rất dễ dàng. Nữ nhân thích ca ngợi, đây là tính chung. Từ nhỏ Tô Bồ Đề đã được Long Bồ Tổ đề nhận làm đệ tử, trở thành Ma Bồ Tam Đại Thánh Nữ. Đối mặt Cổ Tang khen tặng, Tô Bồ Đề nhăn mày lại chậm rãi buông ra lời nói. Ta sẽ thử, nhưng không đảm bảo sẽ giúp các ngươi đoạt được giải quán quân. Thánh nữ tôn quý, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ có người có thể đối kháng với ngài sao? Mắt thấy Tô Bồ Đề có ý muốn giúp, nhưng nghe Tô Bồ Đề nói Cổ Tang bốn người có chút khó hiểu. Là Tiện Nam Tung của kia. Mặc dù Tô Bồ Đề thân là Ma Bồ một trong tam đại thánh nữ, với lại được Long Bồ Tổ cưng chiều nên tạo thành tính nết tiểu thư, nhưng nàng cũng tự mình hiểu lấy. Bartien và Mơ đều tới đây vì tiểu tiện nam đó, thực lực của hai người bọn hắn không hề yếu, nhất là Mơ ngay cả ta cũng không nắm chắc có thể thắng được hắn. Ách! Khi nghe được lời Tô Bồ Đề nói làm cho bọn hắn rất ngạc nhiên, bọn hắn thật không ngờ thực lực của Bartien với Mơ lại mạnh như vậy. Ngay cả Tô Bồ Đề cũng không nắm chắc phần thắng. Mặc dù trong lòng tràn ngập khát vọng đạt được giải quán quân cuộc thi cách đấu, nhưng Cổ Tang cũng biết Tô Bồ Đề chỉ một lòng hướng về phía Bùi Đông Lai, sẽ không mạo hiểm tính mạng trong cuộc thi trừ khi người đó là Bùi Đông Lai. Hiểu được điểm này Cổ Tang tuy có chút tiếc nuối, hắn nói. Bất kể như thế nào chúng tôi đều ủng hộ thánh nữ tôn quý. Tiểu tiện nam ơi tiểu tiện nam, ngươi ngàn vạn lần đừng gặp hai tên hỗn đản kia trước a. Lúc này Tô Bồ Đề không để ý đến lời nói của Cổ Tang, mà lo lắng nói. Tiểu tiện nam ơi tiểu tiện nam, ta tới đây chỉ muốn giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi biết không nên đắc tội với ta. Nhưng hai tên hỗn đản Mơ với Bartien tới đây vì mạng của ngươi. Nghe được ngữ khí phức tạp của Tô Bồ Đề, trong lòng Cổ Tang cả kinh. Cùng lúc đó trong chướng bồng của bộ đội đặc chủng Brazil châu Mỹ. Bartien tôn quý. Chúng tôi biết vì Bùi Đông Lai ngài mới tham gia trận đấu này. Đội trưởng bộ đội đặc chủng Brazil châu Mỹ vẻ mặt kính ý nhìn Bartien, do dự một chút nói. Nhưng chúng tôi hy vọng ngài có thể giúp chúng tôi đoạt giải quán quân trong cuộc thi cách đấu. Lý do? Bartien lạnh lùng nhìn đội trưởng bộ đội đặc chủng Brazil châu Mỹ. Ách! Đối mặt với câu hỏi của Bartien đội trưởng bộ đội đặc chủng Brazil châu Mỹ trong lòng căng thẳng, không biết trả lời như thế nào. Mắt thấy đội trưởng bộ đội đặc chủng Brazil châu Mỹ không dám lên tiếng, Bartien nói. Tuy ta đối với chiếc quán quân chó má kia không có hứng thú, nhưng Tô Bồ Đề, Mơ và Bùi Đông Lai là đối thủ của ta, ở trên võ đài đánh bại bọn hắn ít nhiều sẽ cho thế giới biết sức mạnh của ta, ta tin tưởng thế lực sau lưng bọn hắn cũng không oán hận câu nào. Bartien tôn quý, chúng tôi thật mong muốn được nhìn thấy ngài đứng trên đỉnh thế giới này. Bốn gã thành viên bộ đội đặc chủng Brazil châu Mỹ nghe vậy, nhất thời mừng rỡ giống như bọn hắn đã đoạt giải quán quân vậy. Bartien nhìn không được bật cười lên, cười đến dị thường cuồng ngạo. Một trận chiến này, ta sẽ cho các thế lực lớn toàn cầu biết sự lợi hại của ta. So sánh với bộ đội đặc chủng nước Red Alert và bộ đội đặc chủng Brazil châu Mỹ mà nói khát vọng giành chức quán quân của bộ đội đặc chủng M quốc cao hơn rất nhiều. M quốc được công nhận là nước có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, lần này bọn hắn quyết tâm phải đoạt được chức quán quân trở về. Trên thực tế đúng là như thế, bộ đội đặc chủng M quốc chỉ có hai lần không giành được giải quán quân trở về. Lần thứ nhất là ở Estonia vì phớt lờ nên chỉ phái ra một chi bộ đội nhị lưu, kết quả bị bộ đội đặc chủng Brazil cướp đi giải quán quân.
đó được xem là sự sỉ nhục với quân M, nên lần sau M quốc đã phái ra chi bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất. Mà lần thứ hai thì M quốc đụng phải một chi bộ đội đặc chủng tung của, người dẫn đầu là Diệp Thiên đã đoạt đi hai chức quán quân là cuộc thi cách đấu và xạ kích. Bởi vì mất vào tay bộ đội đặc chủng tung của hai chức vô địch, nên cấp trên đã yêu cầu bên phía quân đội bằng mọi cách phải đoạt được chức vô địch trong cuộc thi đại bỉ vũ lần này. Mà hiện giờ Bùi Đông Lai đã đoạt được giải quán quân cuộc thi đột kích cá nhân, làm cho chi bộ đội đặc chủng M quốc lâm vào đường cùng. Mặc tiên sinh, bởi vì biểu hiện của tôi không tốt đã làm mất đi một giải quán quân, cấp trên phi thường bất mãn, họ yêu cầu bọn tôi phải đoạt được hai giải quán quân còn lại. Trong trứng bồng, đội trưởng bộ đội đặc chủng M quốc gia ớt, sắc mặt phức tạp nhìn Mặc khẩn cầu. Cuộc thi cách đấu mong ngài giúp cho chúng tôi đoạt chức vô địch. Thiếu gia Anthony chỉ giao cho ta nhiệm vụ là giết chết Bùi Đông Lai. Mặc mặt không chút thay đổi nhìn ra ớt nói. Chức quán quân đối với ta không có quan hệ. Mặc ngài. Gia ớt có chút không cam lòng. Mặc lông mày nhíu lại, cắt đứt lời gia ớt. Ngươi chỉ cần cầu xin Anthony thiếu gia, nếu người đồng ý ta không ngại giết thêm vài người. Mắt thấy lời của mình bị Mặc cắt đứt, gia ớt chẳng những không cảm thấy bất mãn, tương phản biểu hiện được hết sức kích động. Bởi vì hắn thấy được cuộc thi cách đấu đã có hy vọng giành giải quán quân. Mặc nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến gia ớt. Gia ớt nhanh chóng lao ra khỏi trứng buồng, lập tức dùng phương tiện thông tin liên hệ về cho quân đội. Nửa tiếng sau, Mặc nhận được điện thoại của Anthony. Mặc ngươi chẳng những phải lấy mạng của Bùi Đông Lai, mà còn phải giúp cho bộ đội đặc chủng M đoạt giải quán quân trong cuộc thi này. Nói ngắn gọn. Nhưng ngươi không được giết Tô Bồ Đề và Bastien. Thiếu gia Anthony tôn quý, không biết vì lý do gì mà tôi không thể giết hai người này. Thời gian qua, phàm là những người giao thủ với Mặc đều bị hắn đưa đi gặp Diêm Vương, vì đây là thói quen của hắn. Dù ngươi có giết chết Bùi Đông Lai thì nước tung của cũng sẽ không trở mặt với chúng ta, huống chi ngươi thông qua phương thức công bình để giết hắn. Anthony nghiêm mặt nói. Nhưng Bastien, Tô Bồ Đề thì khác. Tổ Bồ Đề được Long Bồ Tổ Đề cưng chiều, nếu ngươi giết cô ta chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Còn Bastien hắn là con của thủ lĩnh bộ lạc cuồng nhân, hơn nữa hắn còn là người kế nhiệm chức thủ lĩnh đời tiếp theo, nếu ngươi giết hắn bộ lạc cuồng nhân sẽ liều mạng với chúng ta. Thiếu gia Anthony tôn quý, tôi sẽ dựa theo yêu cầu của ngài đi làm. Nghe được Anthony giải thích, Mark liền nói. Sau khi cúp điện thoại, Mark cùng Trác Tây Đức đi tới nhà ăn. Phác Chí Dũng thấy Bùi Đông Lai đoạt được giải quán quân cuộc thi đột kích cá nhân nên trong lòng buồn bực, nhưng khi chứng kiến Mặc cùng bộ đội đặc chủng M quốc chiến ý dạt dào đi vào nhà ăn, thì buồn bực trong lòng hắn được thay bằng sự hưng phấn không thôi. Bởi vì hắn nhìn ra được, Bùi Đông Lai cướp đi giải quán quân đột kích cá nhân đã triệt để chọc giận đám người bộ đội đặc chủng M quốc. Hắn tin rằng Bùi Đông Lai sẽ chết thảm hại khi gặp Mặc trong trận đánh cách đấu này. Không đợi Phác Chí Dũng trong lúc hưng phấn lấy lại tinh thần, thì bộ đội đặc chủng Hoàng gia A quốc đi tới nhà ăn. Thấy một màn như vậy, Phác Chí Dũng nhịn không được kêu lên một tiếng. Xe lơ các hạ. Phác Chí Dũng, có chuyện gì sao? Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bởi vì thấy Phác Chí Dũng rất ghét Bùi Đông Lai, hơn nữa hắn cùng từng trợ giúp mình, nên xe lơ dù tâm tình không tốt, nhưng khi thấy Phác Chí Dũng cũng chào hỏi lại. Xe lơ. Ngươi không cần phải buồn bực vì tên Bùi Đông Lai. Phác Chí Dũng cười nói. Phác Chí Dũng các hạ, ngươi có ý gì? Zeller có chút không vui nhìn Phác Chí Dũng. Phác Chí Dũng chỉ vào Mark đang đi vào nhà ăn nói. Tổ chức tình báo của quý quốc có thể nói là đứng đầu thế giới, vậy hẳn ngươi cũng biết ba người Mark, Bastien và Tô Bồ Đề, bọn hắn đều không phải là người thường, bọn hắn tới đây vì muốn lấy mạng của Bùi Đông Lai. Việc này ta đương nhiên biết. Vậy ngươi còn buồn bực làm gì? Trên mặt Phác Chí Dũng lộ ra vẻ tươi cười càng đậm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Bùi Đông Lai có thể thắng ba người bọn họ sao? Chuyện đó tuyệt đối không xảy ra, nơi này chắc chắn sẽ là mồ chôn hắn. Zeller nhíu nhíu mày, không có hé răng, tuy rằng hắn đồng ý lời nói của Phác Chí Dũng, nhưng Bùi Đông Lai chọc vào sự kiêu ngạo của hắn, nên hắn muốn tự mình vãn hồi lại mặt mũi. Zeller, ta biết ngươi là một quân nhân kiêu ngạo. Nhưng ngươi nên biết rằng ngươi không phải là đối thủ của Bùi Đông Lai. Phác Chí Dũng nhìn ra tâm tư của Zeller liền nói. Zeller sắc mặt có chút khó coi,
hắn không ngờ Phác Chí Dũng lại nói thẳng ra như vậy. Hắn nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Phác Chí Dũng giống như đang hỏi, ngươi tới cùng muốn làm gì? Zeller, ngươi không nên tức giận, nghe ta nói hết đã. Phác Chí Dũng mảy may không thèm để ý đến Zeller đang tức giận, trên mặt tươi cười. Ngươi ngẫm lại xem, tuy rằng ngươi không thể đánh bại Bùi Đông Lai, nhưng khi hắn bị người khác giết chết trên võ đài, đến lúc đó ngươi có thể hung hăng sỉ nhục bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc, ngươi không phải sẽ vãn hồi lại được mặt mũi sao? Lại nghe được lời nói của Phác Chí Dũng, mắt Zeller không khỏi sáng ngời, trên mặt hắn dần lộ ra vẻ tươi cười. Phác Chí Dũng, cảm tạ ngươi đã nhắc nhở, xem ra ngươi cũng có thủ oán gì với tên hỗn đản đó. Bùi Đông Lai là kẻ thù của Đại Hàn bọn ta, tuy rằng ta không thể đích thân ra tay giết hắn, nhưng có thể chứng kiến hắn bị giết chết cũng là một việc phi thường cao hứng. Phác Chí Dũng nghiêm túc nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy điều đó rất thú vị sao? Lúc này Zeller thấy Bùi Đông Lai mang theo đám người Tiêu Cuồng vào nhà ăn, trong đó vẻ mặt của Tiêu Cuồng rất tức giận đang trừng mắt nhìn về phía hắn và Phác Chí Dũng, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Đi thôi Zeller, chúng ta không cần phải phát sinh xung đột với loại người không có văn hóa. Mặc dù đoán được mình và Zeller nói chuyện rất có thể sẽ bị Tiêu Cuồng nghe được, nhưng Phác Chí Dũng không có một chút sợ hãi, vì hắn tin Tiêu Cuồng không dám động thủ với hắn ở đây. Ngươi nói cái gì? Không đợi Phác Chí Dũng rời đi, Tiêu Cuồng như là một con sư tử bị chọc giận, bước tới gần Phác Chí Dũng. Cuồng ca! Bùi Đông Lai thấy thế liền giữ chặt Tiêu Cuồng lại, khẽ lắc đầu, ý bảo Tiêu Cuồng không nên manh động. Hắc, đồ không có giáo dục, một tên người rừng. Mắt thấy Bùi Đông Lai kéo Tiêu Cuồng lại, Phác Chí Thông biết mình phán đoán không sai, lập tức mở miệng trêu chọc. Zeller cũng không cam chịu rớt lại phía sau châm chọc nói. Ta còn tưởng Tung của có được 5.000 năm văn hóa, là một quốc gia văn minh, nhưng ta cảm thấy bọn hắn như là người rừng, một tí văn hóa cũng không có. Zeller, người có điều không biết, Tung của 5.000 năm lịch sử, có rất nhiều văn minh là do tổ tiên người SQ sáng tạo, ví dụ như Khổng Tử là tổ tiên của bọn ta, nhưng người Tung của Vô Sĩ đã đem Khổng Tử trở thành tổ tiên của mình. Thả ta ra, bọn chó má. Tiêu Cuồng lại nổi giận, thậm chí Trần Anh, Vương Khuê cùng Tôn Nhận cũng tức giận trừng mắt nhìn Phác Chí Dũng, bọn họ biết người SQ là đám chuyên gia bốc phét, nhưng cũng không thể vô sỉ đến như vậy chứ, thật là không biết xấu hổ. Không có văn hóa tức là không có, không biết cái nước cùi bắp đó tại sao lại phái loại người như vậy tham gia cuộc thi này. Mắt thấy Tiêu Cuồng chửi bậy, Phác Chí Dũng khinh thường bĩu môi. Có hay không thì các ngươi cũng không có tư cách đánh giá. Bùi Đông Lai mỉm cười nhìn Zeller cùng Phác Chí Dũng nói. Nếu các ngươi gặp bọn ta trong trận đấu cách đấu, thì nên cẩn thận. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, Zeller cùng Phác Chí Dũng trong lòng chấn động không thôi, hai người đều biết trong cuộc thi đột kích cá nhân Bùi Đông Lai đã thể hiện ra thực lực cường đại của mình, nếu hai người gặp được Bùi Đông Lai trong cuộc thi cách đấu, thì kết cục dùng ngón chân cũng có thể nghĩ được. Các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện không gặp Tiêu Gia Gia ta, nếu không ông nội làm thịt các ngươi. Mắt thấy Zeller cùng Phác Chí Dũng bị Bùi Đông Lai một câu hù sợ, Tiêu Cuồng cảm thấy chưa đủ nên làm ra động tác cắt tiết, sau đó mới theo Bùi Đông Lai rời đi. Thấy đám người Bùi Đông Lai đi xa, Phác Chí Dũng phẫn nộ nói. Tên khốn Bùi Đông Lai hung hăng càn quấy thì thôi, cái tên không có văn hóa kia nghĩ mình có thể so sánh được với hai người chúng ta sao? Hắc, thật là tức cười. Nếu trong trận đấu ta mà gặp được cái tên không có văn hóa kia ta sẽ cho hắn đi gặp Diêm Vương. Zeller nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Cuồng, nét mặt cười lạnh như băng. Ngày hôm sau, sáng sớm tất cả các đội viên dự thi đã tập trung đầy đủ, tinh thần phấn chấn. Đối với bộ đội đặc chủng đến từ toàn cầu mà nói, bởi vì thân phận đặc thù của mình nên bọn hắn phải nhận những nhiệm vụ gian khổ nhất, không thể giống người thường có cuộc sống an nhàn, trừ bỏ huấn luyện và làm nhiệm vụ thì không còn gì hết, ngủ nướng đối với bọn họ mà nói là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Mà phần xa xỉ này tất nhiên là không thể đang trong lúc tham gia cuộc thi quận sự mà hưởng thụ. Lấy Ratatot cầm đầu dẫn thành viên tổ ủy và ngũ đại dòng binh vương đi vào chỗ tập trung, thì bọn họ cảm nhận được tinh thần phấn chấn và chiến ý trên người của các đội viên dự thi. Khi toàn bộ đội viên dự thi chăm chú lắng nghe thì Austin Rostov bước ra từng bước lên tiếng nói. Cuộc thi cách đấu hôm nay bắt đầu. Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày.
Sau khi Austin Rostov nói xong thì trên màn hình TV hiện lên tên của những người tham dự cuộc thi cách đấu. Trong đó một ít người tham dự cuộc thi cách đấu này khi thấy tên mình trên màn hình nhịn không được nắm hai đầu nắm tay lại, trên người chiến ý tỏa ra nồng nặc. Trên màn hình xuất hiện 8 tổ A, B, C, D, E, F, G, S, mỗi tổ có 4 cái tên, phía dưới tên của mỗi người phân biệt đánh dấu ký hiệu A1, B1. Kết quả chia tổ vừa ra tới, tất cả thành viên của các đội dự thi mắt đều mở lớn nhìn chằm chằm vào màn hình. Rất nhanh Bùi Đông Lai đã tìm thấy tên mình, hắn nằm ở tổ E chung với bộ đội đặc chủng 707 SQ Park Ji-yong, bộ đội đặc chủng Hoàng gia A Quốc Johan, còn có một người đến từ bộ đội đặc chủng Israel. Mà Tiêu Cuồng thì nằm ở tổ H, cùng bảng với bộ đội đặc chủng Nhật Bản Thần Phong Nhật Xuyên, bộ đội đặc chủng Hoàng gia A Quốc Zeller, và một người tới từ bộ đội đặc chủng Nam Phi. Hắc hắc, thật sự là tình cờ gặp phải thù xưa a. Mắt thấy Bùi Đông Lai chung tổ với Park Ji-yong, còn mình thì chung tổ với Zeller, Tiêu Cuồng hưng phấn cười to. Thấy được bảng chia tổ, sau đó nghe được tiếng cười của Tiêu Cuồng, Zeller cùng Park Ji-yong đồng thời nhìn về phía bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc. Trong đó Zeller khóe miệng cười lạnh như băng, mà Park Ji-yong thì mặt mày ủ rũ. Park Ji-yong cực kỳ hận Bùi Đông Lai, nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ của Bùi Đông Lai, nên chỉ mong Bùi Đông Lai chung tổ với Bastien, Tô Bồ Đề và Mơ. Từ tối hôm qua đến bây giờ hắn luôn cầu nguyện để mình không nằm chung tổ với Bùi Đông Lai. Có lẽ Thượng Đế đang trêu chọc hắn, chẳng những phân cho hắn cùng tổ với Bùi Đông Lai, mà trận đầu tiên cũng là hắn đấu với Bùi Đông Lai. Nhận thấy được ánh mắt của Zeller cùng Park Ji-yong, Tiêu Cuồng quay đầu nhìn về phía hai người. Cảm nhận được sát ý trong nụ cười của Zeller, Tiêu Cuồng chẳng những không hề cố kỵ, mà cả người như cắn lắc, chiến ý điên cuồng phun ra như núi lửa, như muốn cùng Zeller đại chiến ngay tại đây. Mỗi một tổ chỉ có một người chiến thắng sẽ được tiến vào bát cường. Sau kết quả chia tổ xuất hiện, Austin Rostov mở miệng giải thích. Sau khi bát cường xuất hiện, thì người đứng đầu tổ A sẽ chiến với người đứng đầu tổ B cứ như vậy mà tính tiếp. Sau khi Austin Rostov nói xong thì Bùi Đông Lai thấy Tô Bồ Đề cùng Bastien một người ở tổ A, còn một người ở tổ D, mà Mơ thì ở tổ G. Phát hiện này làm cho đồng tử Bùi Đông Lai không khỏi một trận co rút, nếu Tiêu Cuồng tiến vào bát cường sẽ đụng phải Mơ. Làm như nhận ra biến hóa của Bùi Đông Lai, Mơ thoáng nhìn qua Bùi Đông Lai, trong mắt hắn Bùi Đông Lai đã là kẻ chết, nếu không có bất ngờ xảy ra thì hắn sẽ gặp Bùi Đông Lai trong trận bán kết. Tô Bồ Đề cùng Bastien hai người cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trong mắt Tô Bồ Đề tràn ngập tiếc nuối, kế hoạch giáo huấn Bùi Đông Lao của nàng đã hoàn toàn phá sản, nếu muốn được giao thủ với Bùi Đông Lai trừ khi hai người gặp nhau trong trận chung kết. Tạm thời không đề cập đến vấn đề nàng có thể đánh bại Bastien hay không, nhưng nàng biết chắc rằng Bùi Đông Lai không thể nào thắng được Mơ. Bởi vì nàng đã giao thủ với Bùi Đông Lai rồi. Đối với thực lực của Bùi Đông Lai nàng đã nắm chắc trong lòng bàn tay, nàng tự nhận là thực lực của Bùi Đông Lai không bằng mình. Khi nàng nhìn Mơ, thì thấy trên người hắn tỏa ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, cỗ khí tức nguy hiểm này làm cho tim của nàng có chút đập nhanh. Nàng không tin Bùi Đông Lai có thể tạo ra kỳ tích đánh bại Mơ. Một chút tiếc nuối trong lòng nàng rất nhanh biến mất, thay vào đó là sự lo lắng. Nàng mặc dù khó chịu với Bùi Đông Lai nhưng chỉ muốn giáo huấn hắn một chút rồi thôi, chứ không muốn lấy mạng hắn, nàng biết rõ sư phụ của mình tuy chưa gặp Bùi Đông Lai, nhưng đã xem hắn như là con thân sinh của mình. Nàng rất rõ hiện nay tổ chức Mafia danh chấn nhất thế giới, đã phái ra 24 U Linh át chủ bài để lấy mạng Bùi Đông Lai. Nàng dám khẳng định, nếu Bùi Đông Lai không biết trời cao đất dày cùng với Mơ đánh một trận, thì chắc chắn người chết là Bùi Đông Lai. So sánh với Tô Bồ Đề mà nói, Bastien không hề cảm thấy tiếc nuối, vì hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý cho hoàn cảnh này, hơn nữa hắn nghĩ chỉ cần đoạt giải quán quân trong cuộc thi cách đấu, thì chức quán quân đó sẽ là minh chứng cho thực lực cực mạnh của hắn. Bùi Đông Lai âm thầm quyết định, nếu Tiêu Cuồng thuận lợi giành chiến thắng ở tổ H, thì khi vào bát cường sẽ đụng phải Mơ, đến lúc đó Bùi Đông Lai sẽ khuyên Tiêu Cuồng từ bỏ trận đấu. Bởi vì Bùi Đông Lai cảm thấy, Mơ có thể dễ dàng giết chết Tiêu Cuồng. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Áo Tư Khắc Phu nhìn 16 thành viên dự thi sau đó nói. Sàn đầu lần này rộng 30 mét, dùng sợi chỉ màu trắng làm dấu hiệu, căn cứ theo quy tắc mà quyết định thắng bại. Thứ nhất là bị đánh bay ra ngoài sàn đấu sẽ thua.
Thứ hai là người mất đi năng lực chiến đấu sẽ thua. Thứ ba là có người chủ động nhận thua. Nói tới đây ngữ khí, Austin Rostov bỗng nhiên trở nên ngưng trọng hẳn lên, thậm chí mơ hồ mang theo một tia sát khí. Tôi nói cho mọi người biết, trong trận chiến cách đấu nếu không cẩn thận có thể sẽ phải mất mạng, đây cũng là tình huống thứ tư tôi muốn nói với mọi người. Mất mạng. Hai từ này đối với người thường có sự uy hiếp rất lớn, nhưng nó chẳng là gì đối với tất cả đội viên dự thi ở đây. Mặc dù trong lời nói của Austin Rostov mang theo vài phần sát khí, nhưng chẳng ai sợ hãi cả, ngược lại còn kích thích chiến ý, thậm chí là sát khí của bọn hắn. Cảm thụ được sát khí từ bốn phương tám hướng, khiến cho ngũ đại dòng binh vương có chút động dung, bọn hắn phải công nhận, bộ đội đặc chủng tinh anh đến từ toàn cầu đều mạnh hơn thủ hạ của bọn hắn một ít. Trận đấu sẽ tiến hành sau 30 phút nữa, mọi người giải tán. Cảm thụ được từng đạo đặc hơn sát ý, Austin Rostov vừa lòng gật gật đầu, sau đó dùng ánh mắt xin chỉ thị của Ratatot, thấy đối phương nhẹ nhàng vuốt cằm, hắn liền tuyên bố giải tán. Mệnh lệnh giải tán truyền ra, các đội dự thi trật tự ngay ngắn đi ra ngoài. Nhưng mà, cùng với lần giải tán lần trước bất đồng, Mark rời khỏi đội ngũ, đi tới chỗ Bùi Đông Lai đang đứng. Trước khi tổ chức cuộc thi này, ban tổ chức không có công khai danh tính các nước dự thi, nhưng các chi bộ đội đều có tin tình báo riêng, nên bọn hắn cũng biết trong cuộc thi này có bốn người đặc biệt. Mark muốn làm gì? Không lẽ hắn muốn trực tiếp xuống tay với Bùi Đông Lai sao? Hành động của Mark cơ hồ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người. Ngươi là con trai của Hoa Hạ Vũ Thần, không nên bị loại quá sớm. Mark đi tới trước mặt Bùi Đông Lai, mặt không chút thay đổi lãnh lùng nói. Trong phút chốc, cả toàn trường lâm vào im lặng, nhất thời cổ áp lực vô hình từ người Mark tỏa ra, khiến cho một số người không thở nổi. Người muốn giết ta rất nhiều, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai thành công, người không phải người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng. Đối mặt với sát khí của Mark, Bùi Đông Lai cười nhạt một tiếng, sau đó thoải mái nói. Với lại chức quán quân lần này là của ta, không ai có thể thay đổi. Dầm. Sau khi Bùi Đông Lai nói xong, làm cho toàn trường lập tức xôn xao, tất cả đội viên dự thi lập tức nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai như đang hỏi, ngươi dựa vào cái gì để nói chức quán quân là của ngươi? Ánh mắt Bastien tràn ngập sự kinh ngạc, hắn không ngờ Bùi Đông Lai lại cuồng ngạo đến như vậy. So sánh với Bastien mà nói, Tô Bồ Đề trên mặt tràn ngập kinh ngạc, ánh mắt lóe lên, nhưng không nói gì. Quán quân! Nàng thật sự muốn hỏi Bùi Đông Lai một chút, rốt cuộc ai cho hắn dũng khí để nói ra câu đó, dường như trong mắt hắn nàng cùng Bastien, Mark là chó mèo. Bất quá cuối cùng lý trí ngăn chặn xúc động, Tô Bồ Đề không có trước mặt mọi người hỏi Bùi Đông Lai, mà trong lòng không kìm được nhớ lại câu nói, các ngươi, cùng lên đi. Những lời này là lời của Long Bồ Tổ Đề Đề kể lại, người đã chứng kiến một trận đấu có 1-0-2 ở châu Phi. Căn cứ theo lời Long Bồ Tổ Đề kể lại, thì trên đỉnh núi ở châu Phi, khi đối mặt với đám người Odin bài danh đệ nhất thần bảng Bùi Vũ Phu đã khoanh tay đứng đó, nói ra những lời này. Lúc ấy, nghe được câu nói này thì trong lòng Tô Bồ Đề nổi lên một trận nhiệt huyết mênh mông, sau đó trong đầu ảo tưởng lại hình ảnh lúc đó. Trong lúc lòng nàng đang rối rắm thì lại cảm nhận khí tức xung quanh Bùi Đông Lai bắt đầu thay đổi, giờ khắc này nàng cảm thấy Bùi Đông Lai sẽ giống như Bùi Vũ Phu tạo ra một cuộc chiến có 1-0-2. Đồng dạng là đối mặt quần hùng, đồng dạng bình tĩnh ung dung, tràn ngập khí thế của một vương giả. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh con sẽ không thể trở thành con mèo, con của vương giả cũng sẽ trở thành vương giả. Nhận thấy được điểm này, nên trong lòng Tô Bồ Đề nói thầm một câu. Cảm nhận được khí thế trên người Bùi Đông Lai, Mark tràn đầy hứng thú đánh giá Bùi Đông Lai, ánh mắt của hắn như con thú chuẩn bị săn mồi, hắn âm lãnh nói. Bởi vì những lời này của ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái chết thật phấn khích. Lúc này Bùi Đông Lai không thèm trả lời, giống như đem Mark trở thành không khí. Mark thấy Bùi Đông Lai coi thường hắn, hắn nhíu mày, sau đó xoay người đi về phía bộ đội đặc chủng M quốc đang đứng. Hắc! Tên ngu ngốc này thực lực thì không bằng Mark mà dám nói lời cuồng ngạo đến thế, chắc chắn Mark sẽ lấy mạng hắn. Đội trưởng bộ đội đặc chủng 707SQ Park Ji-yong thấy mình cùng tổ với Bùi Đông Lai, nên tâm trạng cực kỳ khó chịu, trong lòng hắn đang tự hỏi làm thế nào để không bị Bùi Đông Lai giết, nhưng khi thấy Bùi Đông Lai nói lời cuồng ngạo trước mặt Mark, Park Ji-yong liền nhân cơ hội này mở miệng châm chọc.
Mặc dù đã nhận ra Park Ji-yong mặt mày đùa cợt, nhưng Bùi Đông Lai không thèm chú ý. Hắn từng huấn luyện địa ngục 2 tháng. Bây giờ hắn quyết định thử kiếm. Nhưng Park Ji-yong không có tư cách đó. P.S. Phát Chí Dũng sẽ được sửa thành Park Ji-yong. Ánh dạng đông chiếu vào cũng là lúc cuộc thi cách đấu sắp sửa bắt đầu. Ratatot cầm đầu các thành viên của hội tổ ủy và ngũ đại dòng binh vương đi tới khu vực dành cho những người quản lý cuộc thi quân sự lần này, cùng nhau đợi trận đấu bắt đầu. Cuộc thi bắt đầu, trận đấu thứ nhất là bộ đội đặc chủng Red Alert Ấn Độ Tô Bồ để đánh với bộ đội đặc chủng Israel Actor. Austin Rostov đứng lên trầm giọng nói. Mời hai đội viên dự thi lên sàn thi đấu. 3. Austin Rostov vừa nói xong, Tô Bồ Đề đã sớm chuẩn bị liền ngay tại chỗ phóng lên sàn đấu. T. Tô Bồ Đề vừa vào sàn đấu làm cho không ít người hít khí lạnh. Tô Bồ Đề không hề che giấu thực lực của mình, gây cho mọi người cảm giác sợ hãi lớn. Xem ra cuộc thi cách đấu này phấn khích hơn so với chúng ta tưởng tượng. Đệ nhất dòng binh vương Merz nhìn Tô Bồ Đề nói. Nghe được lời nói Merz, bốn gã dòng binh vương kia đều gật đầu. Không riêng gì bọn hắn, Austin Rostov cùng Ratatot cũng là dùng ánh mắt trao đổi một phen, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng chờ mong. Không thèm để ý đến thái độ của mọi người, thân là một trong tam đại thành nữ của tổ chức Ma Bồ Tô Bồ để mặc một bộ quần áo của bộ đội đặc chủng ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt quét về phía chỗ đứng của bộ đội đặc chủng Israel. Bởi vì bộ y phục của bộ đội đặc chủng che lấp hoàn toàn dáng người của nàng, nhưng không thể nào che lấp được khí chất cường thế trên người nàng. Nàng chỉ đơn giản liếc mắt qua một cái đã làm cho không ít người cảm thấy áp lực. Ba chân này thật mạnh. Ngày đó Bùi Đông Lai giao thủ với Tô Bồ Đề thì Tiêu Cuồng đã thông qua camera mà nhìn thấy hết, hơn nữa hắn còn nổ súng để ép Tô Bồ Đề rời đi, nhưng đối với thực lực của Tô Bồ Đề hắn không quá nhận thức, lúc này thấy được thực lực chân chính của Tô Bồ Đề hắn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ngữ khí cả lơ phất phơ, nhưng nửa điểm cuồng ngạo cũng không còn. Bởi vì hắn biết cho dù hắn sử dụng sát chiêu của Diệp Cô Thành dạy cho hắn, thì hắn cũng không phải là đối thủ của Tô Bồ Đề, hai bên thực lực quá chênh lệch. Ngay cả Tiêu Cuồng cũng cảm thấy không bằng, huống chi các thành viên khác. Trong lúc nhất thời trừ bỏ ba người Bùi Đông Lai, Bastien cùng Mơ, thì các đội viên khác nhìn thấy thực lực của Tô Bồ Đề nên cả kinh không nhẹ. Khi Bastien thấy được thực lực của Tô Bồ Đề, chiến ý trên người hắn liền bị kích thích, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường. Còn Mơ chỉ hơi nhíu mày giống như thực lực của Tô Bồ Đề nằm ngoài dự kiến của hắn. Chỉ có một mình Bùi Đông Lai là mặt không đổi sắc. Trong đám người ở đây hắn là người đã từng giao thủ với Tô Bồ Đề, thực lực của Tô Bồ Đề hắn biết rõ ràng nhất. Ngắn ngủi vài giây đi qua, Tô Bồ Đề chăm chú nhìn bộ đội đặc chủng Israel, Aether sắc mặt ngưng trọng nhìn Tô Bồ Đề, sau đó cùng với các đội trưởng bộ đội đặc chủng Israel trao đổi một phen. Báo cáo giáo quan, tôi nhận thua. Vài giây đồng hồ sau, trong khi mọi người đang chờ đợi thì Aether bước ra khỏi hàng, cúi chào Austin Rostov sau đó nói. Nhận thua? Chưa chiến liền nhận thua sao? Ngạc nhiên nghe được lời Aether nói, khiến cho toàn trường một mảnh xôn xao. Bất quá rất nhanh liền lắng xuống, vì điều này cũng rất bình thường, nếu Aether cùng Tô Bồ Đề giao thủ chẳng những sẽ nhận kết quả thua mà còn có thể tàn phế, thậm chí chết. Bộ đội đặc chủng Israel Aether nhận thua. Bộ đội đặc chủng Red Alert Ấn Độ Tô Bồ Đề chiến thắng. Rất nhanh Austin Rostov đã đứng dậy công bố kết quả. Trên sàn đấu Tô Bồ Đề đối với chiến thắng này không hề cảm thấy vui mừng, ngược lại có chút tức giận với hành vi nhận thua của Aether. Buồn bực, khó chịu rất nhiều, Tô Bồ Đề cũng không nói gì, mà là căm tức chừng mắt nhìn Bùi Đông Lai, nàng giống như muốn Bùi Đông Lai lên sàn đấu đại chiến với nàng. Đông Lai, cô gái này rất hận cậu a. Nếu không cùng cậu đánh một trận chắc chắn sẽ không bỏ qua ý định này. Nhận thấy được Tô Bồ Đề căm tức, nén giận trong lòng, Tiêu Cuồng cười hắc hắc, sau đó lại hỏi. Đông Lai thực lực của cô gái này mạnh đến mức nào? Bán bộ hóa kính đỉnh phong. Cái đệt, thật là quá đả kích người. Tiêu Cuồng buồn bực cúi đầu xuống, cũng không hỏi thực lực Bùi Đông Lai đã tới trình độ nào, vì hắn biết rõ cho dù Bùi Đông Lai không sử dụng Bùi gia quyền vẫn có thể khiêu chiến vượt cấp. Cùng với trận thứ nhất bất đồng, mấy cuộc tranh tài kế tiếp trừ bỏ đội trưởng bộ đội đặc chủng Rasa Lipsky có thực lực khá cao nên dễ dàng chiến thắng, còn các trận đấu khác đều rất kịch liệt, có người thì bị đánh rớt xuống sàn đấu, có người thì bị đánh đến tàn phế.
xin mời bộ đội đặc chủng Brazil châu Mỹ Batien, cùng Lemon bộ đội đặc chủng nước Đức bước lên sàn đấu. Bất chi bất giác trong lòng mọi người đều cùng nổi lên một ý nghĩ. Cái tên gia hỏa Lemon kia có giống với Aether trực tiếp nhận thua hay không? Nghe được lời Austin Rostov nói, trong lòng tất cả mọi người đều hỏi chính mình, trong đó có người nhìn về phía Batien, phát hiện Batien đứng bất động tại vị trí của mình, giống như một vị thần linh nhìn một con kiến có tên Lemon, còn có một số người thì nhìn Lemon, phát hiện Lemon bước ra khỏi hàng bước về phía sàn đấu. Hả? Hành động của Lemon lập tức hấp dẫn tất cả mọi người, kinh ngạc có, nghi hoặc có, bội phục cũng có. Quân đội nước Đức có thể ở thế chiến thứ hai quét ngang châu Âu không phải là điều may mắn. Quân nhân nước Đức có kỷ luật chặt chẽ, hơn nữa còn có dũng khí hơn người. Mắt thấy Lemon có gan đối mặt với áp lực Batien, trong lòng Bùi Đông Lai dâng lên vài phần kinh ý. Bành bạch! Trong lòng dâng lên kinh ý không riêng gì Bùi Đông Lai, ở hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay khích lệ Lemon. Chứng kiến Lemon đứng trong áp lực vẫn nện từng bước chân để đi lên sàn đấu, Batien có chút tức giận, Tô Bồ Đề có thể chưa chiến mà thắng, còn đối thủ của hắn thì lại nhất quyết cùng hắn hơn thua. Đây giống như nói thực lực của hắn không bằng Tô Bồ Đề. Hừ, thấy Lemon đi lên sàn đấu, Batien có chút căm tức hừ lạnh một tiếng, nháy mắt tiến vào sàn đấu, tốc độ của Batien còn nhanh hơn của Tô Bồ Đề. Tên cùi bắp, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có tư cách để đấu với ta sao? Tiến lên sàn đấu, Batien trợn mắt nói. Đối mặt với lời sỉ nhục của Batien, Lemon đúng mực nói. Quân nhân nước Đức chỉ có tiến không có lùi. Cút! Batien nghe vậy tức giận quát lên một tiếng. Thân hình nhoáng lên một cái như dịch chuyển tức thời, trực tiếp đứng kế bên Lemon, trong khi Lemon chưa kịp phản ứng thì Batien tay biến thành chảo chụp lấy áo Lemon, lập tức ném bay ra ngoài như một món đồ thông thường. Tất cả mọi chuyện phát sinh trong một cái nháy mắt, cả hiện trường người có thể thấy rõ động tác của Batien chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tuyệt đại bộ phận thì ngơ ngác nhìn Batien như muốn hỏi. Hắn vừa làm gì thế? Bốp! Thân hình Lemon bay trên không trung. Sau đó nặng nề đập vào khán đài, cả người nằm trên mặt đất run rẩy không dứt. Chỉ một hít, Batien liền đem Lemon ném ra ngoài, còn làm cho Lemon mất đi sức chiến đấu. Ta không thích cùng phế vật giao thủ. One hit đánh bại Lemon, Batien ánh mắt như sắc như đao nhìn chằm chằm vào mọi người sau đó nói. Nếu lần tới có tên phế vật nào có ý muốn chơi với lửa, thì sẽ không được may mắn như hắn nữa. Mắt thấy Lemon như chó chết nằm trên mặt đất. Lại tiếp tục nghe được lời Batien nói, khiến cho tuyệt đại bộ phận ở đây hoàn toàn bị chấn nhiếp. Bộ đội đặc chủng Brazil châu Mỹ Batien thắng. Austin Rostov đứng lên công bố kết quả, trong lòng hắn tràn đầy kinh hãi. Thấy Batien đi xuống sàn đấu, Austin Rostov thu hồi ánh mắt sau đó nhìn Bùi Đông Lai nói. Trận kế tiếp tiến hành ở tổ E, trận đầu tiên của tổ E là bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc Bùi Đông Lai đánh với bộ đội đặc chủng 707SQ Park Ji-yong. 3. Austin Rostov vừa nói xong, Park Ji-yong liền bước ra khỏi hàng, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước lên sàn đấu, giống như hắn không hề sợ hãi Bùi Đông Lai. Cùng với Lemon đi lên sàn đấu bất đồng, Park Ji-yong đi lên sàn đấu cũng không có sự náo động. Mặc dù Bùi Đông Lai cùng Tô Bồ Đề, Batien, Mức được nhận định là bốn người đặc biệt nhất trong cuộc thi này, hơn nữa còn đạt được giải quán quân đột kích cá nhân. Nhưng căn cứ theo những gì Mức thuật lại, thì Bùi Đông Lai có thể đạt được giải quán quân đột kích cá nhân đều dựa vào khả năng ẩn núp cùng tài bắn súng. Cuộc thi cách đấu cần thực lực, tương đương với chiến sĩ cấp 7. Đây là tình báo các nước lấy được trong trận chiến giữa Bùi Đông Lai và Đằng Dã. Thực lực chiến sĩ cấp 8. Đa số đội viên tham dự ở đây đều phán đoán như thế. Các đội viên cảm thấy cho dù Bùi Đông Lai manh thật, nhưng chẳng lẽ Park Ji-yong không thể ẩn giấu thực lực? Bá! Rất nhanh, tuyệt đại bộ phận đội viên dự thi nhìn về hướng Bùi Đông Lai, ánh mắt mang theo vài phần hài hước, cảm giác giống như đang nói. Không phải ngươi nói chức quán quân là của ngươi sao? Vậy thì hãy thể hiện ngươi mạnh hơn Mức, Batien, Tô Bồ Đề. Bởi vì Park Ji-yong có hành vi khiêu khích, làm cho Tiêu Cuồng căm ghét Park Ji-yong tới cực điểm, thế cho nên trước khi chia tổ Tiêu Cuồng có nằm mộng cũng muốn nằm cùng tổ với Park Ji-yong. Khi Tiêu Cuồng phát hiện Bùi Đông Lai nằm chung tổ với Park Ji-yong, hắn thập phần hưng phấn, nhưng hắn lại có chút bận tâm, lo lắng Park Ji-yong không lên sàn mà nhận thua.
Nhìn thấy Park Ji-yong đi lên sàn đấu, Tiêu Cuồng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn có chút khó chịu nhìn vào Park Ji-yong. Ngay tại lúc Tiêu Cuồng đang khó chịu, thì hắn thấy các đội viên tham dự đang dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía Bùi Đông Lai, bọn hắn đối với thực lực của Bùi Đông Lai cực kỳ xem thường. Điều này làm cho Tiêu Cuồng rất bực mình, hắn muốn nói cho mọi người biết ba người Batien, Tô Bồ Đề và Mơc chẳng là gì so với Bùi Đông Lai cả, nhưng hắn cảm thấy nói như vậy lại không có sức thuyết phục nên chỉ biết im lặng mà nhìn. Cùng lúc đó, Tô Bồ Đề, Batien cùng Mơc nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trong đó Tô Bồ Đề cùng với không ít thành viên dự thi có suy nghĩ giống nhau, thực lực của Bùi Đông Lai chỉ là bát cấp chiến sĩ, hóa kính đại thành cảnh giới, lấy cái gì mà hắn có dũng khí hô to câu nói, chức quán quân lần này là của ta. Hai người Batien cùng Mơ không tin rằng Bùi Đông Lai có thể ngồi chung mâm với bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại muốn biết thực lực của Bùi Đông Lai đã đạt tới trình độ nào. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Park Ji-yong không ngừng vang lên. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía Bùi Đông Lai. Đang lúc mọi người chăm chú nhìn thì thấy Bùi Đông Lai không giống như Batien hay Tô Bồ Đề dùng thực lực mà phóng lên sàn đấu, mà hắn đi từng bước rất chậm rãi lên sàn đấu. Hắc xem ra hắn không dám làm giống Batien hay Tô Bồ Đề dùng thực lực của mình mà phóng lên sàn đấu. Chứng kiến hành động của Bùi Đông Lai, không ít đội viên nghĩ như vậy. Bọn hắn cho rằng Bùi Đông Lai vì sợ nhục mặt nên không dám làm giống Batien hay Tô Bồ Đề. Thậm chí hai người Batien, Mơ cũng có ý tưởng đó. Tô Bồ Đề không có nghĩ như vậy. Mặc dù nàng biết thực lực của Bùi Đông Lai không bằng mình, nhưng nàng đã từng giao thủ với Bùi Đông Lai, luận về tốc độ Bùi Đông Lai không hề thua kém nàng. Hắn dám trước mặt tất cả mọi người hô to chức quán quân là của ta vô cùng kiêu ngạo, nhưng vì sao khi lên sàn đấu hắn lại biểu hiện như vậy? Tô Bồ Đề ở trong lòng hỏi chính mình. Mers, luận tốc độ thì Bùi Đông Lai không hề thua kém Tô Bồ Đề cùng Batien, vậy sao hắn không thể hiện thực lực của mình? Bài danh đệ tứ dòng binh vương Terry thấy hành động của Bùi Đông Lai, có chút khó hiểu hỏi Mers. Theo đạo lý mà nói lúc trước hắn biểu hiện cuồng ngạo như vậy, thì bây giờ không nên biểu hiện thấp điệu như vậy chứ? Bài danh đệ nhị dòng binh vương Grub cũng thập phần khó hiểu. Đúng vậy. Mà tại sao hắn lại làm như vậy chứ? Hai gã dòng binh vương còn lại cũng nghi hoặc nhìn Mers. Hắn chẳng những có tốc độ cực nhanh, mà thậm chí thực lực của hắn còn có thể ngồi chung mâm với ba người Tô Bồ Đề, Mers, Batien. Mers nhíu mày, lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không cách nào đoán được Bùi Đông Lai làm như vậy có dụng ý gì. Theo như ta thấy trong cuộc thi đột kích cá nhân thì hắn là một người rất cuồng ngạo. Nhưng tại sao bây giờ hắn làm ra hành động như vậy thì ta cũng không biết. Tô Bồ Đề cùng ngũ đại dòng binh vương không biết Bùi Đông Lai làm vậy là có dụng ý gì, nhưng bốn người Tiêu Cuồng, Trần Anh, Vương Khuê, Tôn Nhận thì tâm sáng như gương. Park Ji-yong không chỉ chọc giận Tiêu Cuồng mà còn chọc giận toàn bộ thành viên bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc, Bùi Đông Lai muốn giáo huấn cho Park Ji-yong khắc cốt ghi tâm nên mới làm vậy. Giờ khắc này Bùi Đông Lai làm vậy. Chỉ vì phòng ngừa Park Ji-yong nhận thua mà thôi. Bởi vì hôm qua, Bùi Đông Lai chỉ dùng một câu nói đã khiến cho Park Ji-yong sợ đến xanh mặt, thì bọn hắn có thể khẳng định Park Ji-yong rất sợ Bùi Đông Lai, nhưng bởi vì tôn nghiêm người SQ nên hắn vẫn kiên trì bước lên sàn đấu. Giống như để xác minh ý nghĩ của bốn người Tiêu Cuồng, Park Ji-yong phát hiện Bùi Đông Lai không có dùng thực lực của mình để phóng lên sàn đấu, mà bước từng bước chậm rãi lên sàn, trong lòng hắn không khỏi run rẩy một trận. Vì bảo vệ tôn nghiêm người SQ, vì vinh quang hắn vẫn kiên trì làm ra bộ dạng trang bước đi lên sân khấu, trên thực tế hắn đang dùng phương thức này để chọc tức Bùi Đông Lai, để Bùi Đông Lai thể hiện ra thực lực cường đại của mình. Nếu Bùi Đông Lai có thể đoạt được giải quán quân cuộc thi cách đấu, thì Park Ji-yong có thể thanh thản, giống như ta không có bị hắn hù cho sợ hãi, mà là hắn thật sự rất mạnh. Mắt thấy mưu kế không thực hiện được, trong lòng Park Ji-yong phát run. Nhưng trên gương mặt hắn vẫn biểu hiện như cũ, ngẩng đầu lên khinh thường nhìn Bùi Đông Lai, cảm giác giống như hắn không thèm để Bùi Đông Lai vào mắt. Không thể không nói Park Ji-yong biểu diễn thập phần thành công, hắn thành công đến nổi khiến cho các đội viên bên dưới tưởng hắn ẩn giấu thực lực, theo đó mà họ cảm thấy buồn cười với câu nói của Bùi Đông Lai, ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai càng thêm khinh thường. Đối mặt với từng đạo ánh mắt khinh thường Bùi Đông Lai không thèm để ý, mặt vẫn bình tĩnh đi lên sàn đấu. Khoảng cách với Park Ji-yong chừng 10 bước thì ngừng lại. Âm thầm tính toán khoảng cách giữa mình và Bùi Đông Lai,
Trong lòng Park Ji-yong cực kỳ khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng khống chế tâm tình của mình, hắn bắt trước Park Ji-yong dùng ánh mắt thần linh nhìn Bùi Đông Lai như một con kiến. Ta không biết nguyên nhân gì mà ngươi cuồng ngạo đến như vậy. Chức quán quân là của ngươi. Hắc đầu của ngươi có bị ngập nước hay không thế? Ha ha! Ngạc nhiên nghe được lời Park Ji-yong nói, các đội viên phía bên dưới không khỏi cười to một trận. Nghe được tiếng cười, sự khẩn trương trong lòng Park Ji-yong cũng giảm bớt, hắn làm ra thủ thế để tùy thời có thể né tránh công kích của Bùi Đông Lai. Nếu ta đoán không sai thì ngươi muốn ta động thủ trước, sau đó ngươi tiến hành tránh né, thẳng đến khi không còn sức lực để né tránh nữa ngươi sẽ làm ra một bộ dáng hối hận, chứng minh ngươi không hề muốn rời sàn đấu, cứ như vậy ngươi có thể bảo vệ tôn nghiêm của người SQ, đồng thời cũng tránh khỏi kết cục bị ta đánh cho tàn phế. Đối mặt với lời nói của Park Ji-yong cùng sự cười nhạo của các đội viên dưới khán đài, Bùi Đông Lai không hề tức giận mà nở một nụ cười ôn hòa, nhưng nụ cười đó rơi vào mắt Park Ji-yong chẳng khác nào ác mà, giọng nói Bùi Đông Lai sắc bén như đâm xuyên vào tim hắn, làm hắn hết hồn một trận. Hắn làm như thế nào đoán được? Tâm thần Park Ji-yong có chút hoảng loạn rồi, trên mắt xuất hiện một tia kinh hoàng. Nhưng hắn nhanh chóng ổn định lại, nở một nụ cười tràn đầy khinh thường nói. Cuồng vọng, ngu ngốc, ngươi có bị ảo tưởng không thế? Nếu không làm sao ngươi có thể nói ra những lời buồn cười đến thế? Không thể không nói khả năng diễn xuất của người xứng đáng đoạt giải Oscar. Bùi Đông Lai tươi cười nói. Nhưng miệng của ngươi cũng thực thối. Cuồng vọng, ngu ngốc, không cần nhiều lời nữa xông lên đi, chẳng phải ngươi nói ngươi sẽ đoạt giải quán quân sao? Xông lên đi, đánh bại ta đi. Park Ji-yong làm ra một tư thế rất khí thế. Sau đó ngón tay ngoắc ngoắc Bùi Đông Lai rồi nói. Ngươi lên đi, trong vòng 10 chiêu ta không xuất thủ. 3. Khi Park Ji-yong nói xong, Bùi Đông Lai liền xuất hiện trước mặt Park Ji-yong một quyền nên ra, thân hình Park Ji-yong bay lên trời như một trái bóng chày. Ách! Bất thình lình xảy ra biến cố, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm lên sàn đấu, trong đầu hiện ra câu hỏi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Phốc! Giống như để đáp lại nghi hoặc trong đầu của bọn hắn, trên không trung mặt của Park Ji-yong huyết nhục mơ hồ, một ngụm máu tươi xen lẫn mấy cái răng được phun ra, trong lúc hắn đang nói chuyện thì lọt vào tập kích của Bùi Đông Lai, lực đạo khủng bố đến nỗi làm cho hắn câm miệng đồng thời tự cắn đứt cả đầu lưỡi. Dù hắn có thể sống sót qua cuộc thi này, nhưng hắn sẽ không nói chuyện được nữa. Sảng khoái! Thấy một màn như vậy Tiêu Cuồng không nhịn được liền gầm lên. Bịch! Tiếng trầm đục truyền ra, cơ thể Park Ji-yong hung hăng nện vào khán phòng, sau đó té xuống mặt đất không hề nhúc nhích. Tiêu Cuồng gầm lên một tiếng giận dữ, còn các đội viên dự thi thì mắt trợn miệng há, rời ánh mắt từ người Park Ji-yong sinh tử không rõ nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Giờ khắc này trong mắt mọi người không còn một điểm nghi ngờ, cùng khinh thường, thay vào đó là sự khiếp sợ. Có thể nói rằng bằng vào tốc độ khủng khiếp của mình, Bùi Đông Lai có tư cách cuồng ngạo. Cũng có tư cách giành chức quán quân. Tuyệt đại bộ phận người ở đây vẫn còn bị vây trong kinh hãi, Bùi Đông Lai vẫn giống như trước từ từ đi xuống sàn đấu. Cùng lúc đó đội quân y khẩn trương lên sàn đấu kiểm tra sức khỏe Park Ji-yong. Báo cáo trưởng quan, hắn còn thở, nhưng đầu bị tổn thương nghiêm trọng cần lập tức phẫu thuật. Chờ đợi vài tên quân y nâng Park Ji-yong lên cáng, đội trưởng quân y hướng về phía Austin Rostov báo cáo. Lập tức tiến hành phẫu thuật cho hắn. Ratatot vội vàng truyền đạt mệnh lệnh. Vâng, trưởng quan. Người cầm đầu quân y cúi chào lĩnh mệnh, sau đó cùng với vài tên quân y đưa Park Ji-yong đang hôn mê vào căn cứ chữa bệnh. Thấy một màn này mọi người đều hiểu được, cho dù Park Ji-yong may mắn sống sót qua lần này, nhưng trong lòng hắn sẽ để lại bóng ma, thậm chí không còn dũng khí để sống tiếp trên đời này. Thực lực của tiểu tiện nam này tăng lên rất nhanh a. Đối với thực lực Bùi Đông Lai tăng lên, nàng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng sau đó lại lắc đầu nói. Tuy hắn có tiến bộ nhưng thật sự quá ít, mới chỉ đạt đến cảnh giới hóa kình đại thành mà thôi. Nàng cảm thấy dù thực lực của Bùi Đông Lai có tăng lên nhưng vẫn chưa đủ để so sánh với Mơ. Hắc, thực lực chỉ có như vậy mà cũng dám kiêu ngạo nói chức quán quân là của hắn, thực sự là buồn cười chết người. Nguyên bản Park Ji-yong nghĩ thực lực của Bùi Đông Lai đã đạt tới chiến sĩ cấp 8 đỉnh phong, hóa kình đại thành đỉnh phong, hiện giờ xem ra thực lực Bùi Đông Lai chỉ mới đạt tới chiến sĩ cấp 7 thông thường, trong lòng không khỏi cười lạnh. Về phần Mơ nhìn Bùi Đông Lai ánh mắt toát lên vẻ xem thường, chào phúng,
hắn thấy Bùi Đông Lai là kẻ không biết lượng sức mình. Hắc đúng là đám ngốc, bọn hắn cho rằng thực lực Bùi Đông Lai chỉ có vậy thôi sao? Nhận ra Bastien cùng Mơ Trào Phúng khinh thường Bùi Đông Lai, Tiêu Cuồng không hề tức giận, mà là trong lòng chờ mong Bùi Đông Lai sẽ dạy cho bọn hắn một bài học. Chờ mong rất nhiều nhưng Tiêu Cuồng không tùy tiện nói ra, mà là nhìn Bùi Đông Lai cười, sau đó đấm ra một quyền không nhẹ không nặng vào ngực Bùi Đông Lai để chúc mừng. Trần Anh, Vương Khuê cùng Tôn Nhận ba người cũng là vẻ mặt sáng lạn tươi cười nhìn Bùi Đông Lai. Tiêu Cuồng thực lực tên Zeller kia là hóa kình nhập môn, anh phải cẩn thận. Đối mặt Tiêu Cuồng bốn người chúc mừng, Bùi Đông Lai cũng không có biểu hiện ra một chút vui sướng, cảm giác giống như đó là chuyện thường tình, sau đó hắn nhắc nhở Tiêu Cuồng. Tiêu Cuồng nghe vậy liền nhìn Zeller, hắn phát hiện Zeller đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Bùi Đông Lai, nhịn không được bật cười. Hóa kính nhập môn, ca sẽ từ từ chơi với hắn. Bên tai vang lên lời nói tràn đầy tự tin của Tiêu Cuồng, Bùi Đông Lai cười khổ không thôi, hắn biết lời nhắc nhở của mình hoàn toàn vô dụng. Nhưng hắn tin tưởng Tiêu Cuồng được Diệp Cô Thành nhận làm đệ tử đồng thời truyền thụ cho sát chiêu, tuy rằng thực lực mới chỉ là hóa kinh nhập môn nhưng đối phó với Zeller không có vấn đề gì lớn, thậm chí có thể dùng sát chiêu để lấy mạng Zeller. Bùi Đông Lai biết rõ điểm này, nhưng Zeller thì không biết. Bởi vì Bùi Đông Lai đánh cho Park Ji-yong thành tàn phế nên trong lòng hắn sợ hãi không thôi, nhưng hắn lại phát hiện Tiêu Cuồng đang dùng vẻ mặt khinh thường nhìn hắn, thì trong lòng hắn bốc lên nộ hỏa không thôi. Trong phút chốc, ánh mắt Tiêu Cuồng cùng Zeller đụng nhau trên không trung, song phương đều cảm nhận được chiến ý cùng sát ý trong mắt đối phương. Sau đó, Zeller thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói với Johan đồng đội hắn. Bởi vì Bùi Đông Lai ở cùng tổ với Johan, mà lần trước bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc xảy ra xích mích với bộ đội đặc chủng Hoàng gia A Quốc, Zeller sợ Johan sẽ bị cho đi chầu Diêm Vương nên hắn nói với Johan đụng phải Bùi Đông Lai lập tức nhận thua. Zeller tiến hành an ủi Johan, sau đó bảo Johan điều chỉnh tâm trạng, rồi tiến lên sàn đấu đánh một trận với bộ đội đặc chủng Israel, cuối cùng Johan giành chiến thắng đánh tàn phế tên bộ đội đặc chủng tới từ Israel. Đối với kết quả này, Zeller hết sức hài lòng, nhưng Johan lại biết cuộc thi này hắn nên dừng lại ở đây, nếu tiếp tục hắn sẽ đụng phải Bùi Đông Lai, đến lúc đó không những bị tàn phế mà còn đem đến sỉ nhục cho bộ đội đặc chủng A Quốc. Trong tất cả các tổ, tổ F là tổ có thực lực yếu nhất trong các tổ, bốn gã thành viên trong tổ F đánh nhau u đầu chảy máu mới xong trận. Nhưng cũng là tổ hấp dẫn nhất trong các tổ, vì đa số các tổ khác toàn hách một hít, nên trận đấu kết thúc một cách nhanh chóng. Trận kế tiếp cũng là trận đầu tiên của tổ G, đội trưởng bộ đội đặc chủng nước Đức Powder sẽ đấu với bộ đội đặc chủng M Quốc Mơ. Sau khi cuộc tranh tài ở tổ F kết thúc, Austin Rostov đứng dậy chủ trì trận đấu. Hắn mở miệng nói đồng thời liếc nhìn Powder một cái ý như nhắc nhở, nhưng ở mặt ngoài vẫn trước sau như một. Mời hai bên lên sàn đấu. Bá. Nhận được sự nhắc nhở của Austin Rostov, vì Merck là một tên giết người điên cuồng, Austin Rostov vừa nói xong, tất cả mọi người kể cả Bùi Đông Lai đều nhìn về phía Powder, bọn hắn cùng đợi quyết định nhận thua hay tử chiến. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, thì Powder xoay người đối mặt với ba gã chiến hữu vươn tay lên. Ba, ba, ba. Mắt của ba gã thành viên còn lại của nước Đức đỏ lên, cắn răng, trước sau đưa tay lên đập vào tay của Powder, như lời cổ vũ. Chỉ có tiến, vĩnh viễn không lùi. Hô to khẩu hiệu của nước Đức vang lên, Powder mỉm cười, sau đó xoay người đi lên sàn đấu. Dưới ánh mặt trời hắn đứng thẳng tắp, nện từng bước chân trầm ổn bước lên sàn đấu, giống như một gã cảm tử quân, biết rõ là sẽ phải hy sinh nhưng vẫn lao vào không hề ngần ngại. Cúi chào. Thấy một màn như vậy, trong lòng Bùi Đông Lai dâng lên một cỗ kính ý, nói nhẹ một tiếng, đối với bóng lưng dần xa kia cúi chào. Bá, 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 bá. Nghe được Bùi Đông Lai quát khẽ, bốn người Tiêu Cuồng trước tiên đối với Powder cúi chào. Bá, bá, bá. Sau đó lần lượt đội viên dự thi cúi chào, đến cuối cùng Ngũ Đại Dòng Binh Vương và thành viên ủy hội cũng đứng lên cúi chào, đó là hành động biểu đạt sự kính ý. Đám bộ đội đặc chủng SQ không có cúi chào, Park Ji-yong bị đánh cho tàn phế, trong lòng cực kỳ hận Bùi Đông Lai, làm sao còn tâm tư để cúi chào. Không cúi chào còn có bộ đội đặc chủng M Quốc, vì Powder nằm chung tổ với Merck nên được xem là địch nhân, tự nhiên sẽ không ở trước trận đấu cúi đầu chào địch nhân. Có lẽ thật không ngờ Powder không chịu thua mà quyết tâm liều chết đánh một trận,
con ngươi mơ lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó lại thay đổi thành ánh mắt hoàn toàn coi thường. Một cỗ sát khí bất chi bất giác xuất hiện mạnh mẽ trên người mơ, hắn giống như một cỗ máy giết chóc, lãnh đạm đi lên sàn đấu. Trên sàn đấu sắc mặt của Powder cực kỳ nghiêm trọng khi thấy mơ lên sàn đấu. Tiến lên sàn đấu, mơ không hề dừng bước lại mà lập tức đi tới chỗ Powder, cùng lúc đó sát khí trên người hắn ngày càng đậm, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn Powder, giống như là trực tiếp tuyên bố án tử cho Powder. Cảm nhận được sát khí trên người mơ điên cuồng tuôn ra, nhìn mơ cả người băng lãnh, Powder như rơi vào hầm băng, một trận lạnh lẽo từ đầu đến chân. Hắn cố gắng bước lên thêm một bước, nhưng hắn lại phát hiện chân hắn giống như đeo quả tạ nặng ngàn cân, dù nửa bước cũng không thêm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mơ đi tới chỗ hắn đứng. Hắn biết mình bị sát khí khủng bố trên người mơ làm kinh sợ, nhưng hắn vẫn ương ngạnh dùng sức mạnh ý để chống cự. Nhưng, trong tay mơ nhuốm máu của vô số người, sát khí của hắn do máu tươi mà tạo thành, khủng bố tới mức người thường không thể tưởng tượng nổi, thế cho nên Powder đem toàn bộ lực lượng của mình bày ra nhưng vẫn không thể đối kháng. 10 mét, 8 mét, 5 mét. Khoảng cách giữa Powder và Merc ngày càng rút ngắn, tất cả đội viên dự thi đều thấy trán Powder xuất hiện mồ hôi lạnh, thân mình không thể khống chế được run lên, tựa hồ như đang giãy giụa giữa sự sống và cái chết. Tới. Khoảng cách giữa Merc và Powder chỉ còn 3 mét, Powder dùng ý chí ương ngạnh của mình để chống lại sát khí trên người Merc, sau đó hắn giống to một tiếng, hóa thủ thành đao đâm vào yết hầu của Merc. Bốp. Mơ tùy ý đưa tay lên đỡ, sau đó biến trưởng thành chảo, năm ngón tay như gọng sắt kẹp lấy cổ Powder. Rắc! Một tiếng vang giòn truyền ra, cổ Powder trực tiếp bị mơ bẽ gãy. Vèo! Sau khi giết chết Powder, hắn tùy tiện ném xác Powder ra ngoài như một món đồ chơi. Làm xong tất cả chuyện này, hắn nhìn Bùi Đông Lai một cái như muốn nói ngươi cũng sẽ như hắn. Trong nhất thời, trường luận võ trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Giống như lúc Bùi Đông Lai chấm dứt trận đấu trước, ánh mắt toàn trường đều nhìn về một chỗ, khác biệt duy nhất là, ánh mắt không có kinh hãi như khi nhìn về Bùi Đông Lai. Lúc này, trừ Bùi Đông Lai và một ít người, còn lại thì ánh mắt đều chưa cảm xúc sợ hãi khi nhìn về phía Mơ. Đúng vậy, chính là sợ hãi. Đối với các đội viên dự thi khác thì Bùi Đông Lai chỉ cần một chiêu đã đánh bại đối thủ mang đến chấn động rất lớn, nhưng so sánh với hành động vừa rồi của Mơ thì chấn động vẫn thua xa. Bởi vì, Bùi Đông Lai là bất ngờ xuất chiêu nên khiến cho Park Ji-yong không thể biết thực lực chính thức của bản thân hắn. Còn Merc khi bắt đầu đã tuyên bố đội trưởng thứ 9 của đại đội biên phòng Đức, Layman phải chết, cũng cho Layman có cơ hội ra tay, nhưng tất cả đều vô dụng, bị Merc đùa giỡn, kết thúc tính mạng một cách tàn nhẫn. Bá đạo, mãnh mẽ, khát máu. Những từ đó đã được các đội viên dự thi gắn cho Merc trong thời gian ngắn. Sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Merc nhìn về phía Bùi Đông Lai, tất cả đều nhìn về phía Bùi Đông Lai. Dưới ánh mặt trời chói mắt, bọn hắn đã thấy rất rõ, Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra bình tĩnh trước sự tàn nhẫn và thực lực mạnh mẽ của Merc, Bùi Đông Lai dám nhìn thẳng vào cặp mắt chứa đầy sát ý kia. Biểu hiện bình tĩnh kia khiến cho phần lớn thành viên dự thi nghi ngờ thực lực Bùi Đông Lai cũng giống như thế, giống như mặt hồ không chút gợn sóng nào. Thấy mặt Bùi Đông Lai không đổi sắc, Merc cũng không nói gì, từ từ bước xuống khỏi võ đài trong ánh mắt sợ hãi của mọi thành viên dự thi. Cùng lúc đó, ba gã thành viên còn lại thuộc đại đội biên phòng thứ 9 của nước Đức chạy nhanh chạy đến thi thể Layman, gặp người như muốn chào Layman, sau đó nâng thi thể Layman lên rồi rời khỏi võ đài. Merc của bộ đội đặc chủng nước M đã thắng. Khi thấy thi thể Layman bị khiêng đi, Austin Rostov đứng lên tuyên bố trận đấu kết quả như các cuộc tranh tài chấm dứt trước đó, chẳng qua. Sau khi tuyên bố kết quả, sắc mặt của hắn phức tạp, nói. Trước mỗi trận giao đấu, tôi từng nói qua, cuộc đấu này sẽ có nhiều người mất mạng. Ban tổ chức hy vọng trong trận đấu, mỗi một ứng viên sẽ đánh ra toàn bộ thực lực của mình, nhưng cũng hy vọng các vị hãy quý trọng tánh mạng của mình. Nhắc nhở của Austin Rostov vang lên bên tai, cả trường luận võ đều im lặng, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Qua lời nói này, Austin Rostov nhắc nhở những người kế tiếp là Bùi Đông Lai. Tô Bồ Đề, Bastien cùng Merc hãy suy nghĩ lại, không cần hy sinh vô ích vì cái gọi là quang vinh, đồng thời cũng báo cho toàn bộ ứng viên dự thi, sau cùng còn có hàm tiền thưởng cuộc thi rất cao. Có lẽ nhắc nhở của Austin Rostov đã có tác dụng, hai cuộc tranh tài kế tiếp, ứng viên cũng không có liều mạng, cũng không có tình huống đánh tàn phế, đánh chết.
Cuồng ca, binh sĩ OM nổi tiếng với sức mạnh kinh người, lực công kích mạnh mẽ, không khác gì việc luyện ngoại công đến cực hạn. Còn một tiếng nữa trận đấu giữa Tiêu Cuồng và bộ đội đặc chủng Hoàng gia Anh Zeller trận đấu sẽ bắt đầu, Bùi Đông Lai nhắc nhở Tiêu Cuồng. Bởi vì họ không luyện nội công nên lục phủ ngũ tạng, các tử huyệt trên người họ là yếu nhất, là nhược điểm chí mạng của bọn hắn, anh cứ việc tấn công vào những chỗ này là được. Ok. Tiêu Cuồng gật gật đầu, tuy hắn gia nhập Long Nha, nhưng chưa có cơ hội giao chiến với cao thủ OM, ở phương diện này kinh nghiệm của hắn không đủ. So ra mà nói thì Bùi Đông Lai từng lấy yếu thắng mạnh tại Đông Nam Á, tử chiến với một trong tứ đại sát thủ thần võng là Os, tích lũy từng chút một kinh nghiệm chiến đấu, mà trong đầu hắn còn có ký ức về trận đấu giữa Tiêu Phi với vô số cao thủ OM. Kinh nghiệm chiến đấu về binh sĩ OM rất phong phú. Khốn kiếp, tao thừa nhận tao không phải là đối thủ của mày, nhưng... mày cho rằng mày tùy tiện nói hai câu với tên người rừng kia thì hắn ta có thể thắng tao sao? Bộ đội đặc chủng Hoàng gia Anh, Zeller thấy Bùi Đông Lai nói nhỏ với Tiêu Cuồng cái gì đấy thì khuôn mặt đằng sát khí nói. Tao cho mày biết, suy nghĩ của mày quá tức cười. Bây giờ sẽ tiếp tục diễn ra cuộc tranh tài cuối cùng của hôm nay, Tiêu Cuồng thuộc bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc, và Zeller đội trưởng bộ đội đặc chủng Hoàng gia Anh, mời hai bên lên võ đài. Thời gian trận đấu giữa Zeller và Tiêu Cuồng đã đến, Austin Rostov lại đứng dậy tuyên bố. Bộp! Austin Rostov vừa dứt lời, Tiêu Cuồng không nén nổi nữa, bật tại chỗ, nhờ phản lực, vọt nhanh về phía võ đài. Hiện giờ Tiêu Cuồng đã đạt đến bán bộ hóa kính, đã không thua kém Tô Bồ Đề, Bastien bao nhiêu, thậm chí ngay cả Zeller người mới chỉ có thực lực tương với hóa kính nhập môn cũng không bằng. Dưới tình hình này, tuy lợi Tiêu Cuồng dùng tốc độ nhanh nhất để lên võ đài, nhưng cũng không làm ra náo động gì. Hắc, thực lực kém cỏi mà còn khoe khoang. Tên người rừng chính là tên người rừng. Zeller thấy thế thì cười mỉa mai, sau đó, gã từ từ bước lên võ đài, chẳng khác gì một thân sĩ hoặc một quý tộc truyền thống của nước Anh, giống như gã không phải tham gia vào cuộc chiến sinh tử, mà là đang tham gia một lễ hội của tầng lớp thượng lưu vậy. Bắt gặp thái độ của Zeller, Tiêu Cuồng tức giận muốn nhảy tới tận Zeller một trận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, đứng nhìn Zeller lên võ đài. Zeller vừa lên võ đài, Tiêu Cuồng lập tức tấn công thì thấy Zeller hành lễ theo phương thức giao chiến của quý tộc, sau đó mỉm cười. Tên người rừng, mày không cần phải thô lỗ thế, tao sẽ dốc toàn lực ra giao đấu. À phải, giáo quan Austin Rostov đã nói, chúng ta hãy quý trọng sinh mệnh của bản thân, theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, tao cho mày một cơ hội nhận thua. Đối với Tiêu Cuồng người có tính kiêu hãnh đã ngấm vào máu, trong từ điển của hắn không bao giờ có hai từ chịu thua. Vì thế lúc Bùi Đông Lai và Trần Anh chia tổ đã nhắc nhở hắn khi gặp ba người Mơ, Tô Bồ Đề và Bastien thì nên nhận thua. Tuy hắn đồng ý, nhưng trong lòng vẫn có ủy khuất. Cho nên khi nghe Zeller bảo hắn nhận thua, hắn đã nổi giận. Mày muốn chết! Hắn gầm lên giận dữ, bật tại chỗ, vọt nhanh tới Zeller, phát động tiến công. Tên người rừng chính là tên người rừng, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Mắt thấy Tiêu Cuồng bị khích tướng. Ra tay tấn công trước, Zeller chẳng những không khẩn trương, mà còn thầm khinh bỉ, sát ý che giấu đột nhiên bùng lên. Hắn muốn Tiêu Cuồng nhận thua là giả, cái chính là khiêu khích Tiêu Cuồng, hành hạ Tiêu Cuồng đến chết mới là mục đích thực sự của hắn. Bù! Nương theo cước lực, Tiêu Cuồng hóa thủ vi đao chém thẳng vào đầu Zeller, khí thế như mãnh hổ vồ mồi. Hừ! Đối mặt thủ đao sắc bén của Tiêu Cuồng, Zeller không né tránh, bình tĩnh, vung tay trái chống đỡ. Chát! Tiêu Cuồng chém trúng cánh tay Zeller, Tiêu Cuồng cảm thấy như chém vào một khối thép, lực phản chấn mạnh mẽ làm cho tay hắn trưởng chấn động, đau đớn vô cùng, thậm chí khí huyết trong người đảo lộn hết cả. Chỉ là Tiêu Cuồng liền tin lời Bùi Đông Lai, Zeller giống binh sĩ OM, thực lực ghê gớm, trình độ cũng ngang với cường giả, nếu lựa chọn cứng đối cứng thì hoàn toàn vô dụng. Ngay tại khi Tiêu Cuồng tự cảm nhận điều này thì Zeller cười lạnh một tiếng, tay trái chém ra. Hóa thủ thành kiếm, sử dụng kiếm pháp Tây Dương đâm tới yết hầu Tiêu Cuồng. Đòn này của hắn này giống như một con rắn độc đớp mồi, cánh tay làm mình rắn, bàn tay là đầu rắn. Đầu rắn đột nhiên nhảy lên, kéo theo mình rắn, tốc độ chẳng những cực nhanh mà còn rất hiểm độc, khó lòng phòng bị, xem ra gã muốn dồn Tiêu Cuồng vào chỗ chết. Bàn về thiên phú võ học, Tiêu Cuồng còn hơn Tiêu Phi, được xưng là thiên tài võ học hiếm có.
ngoài phương diện lĩnh ngộ võ học kinh người, còn có khả năng cảm ứng lực tấn công ngang ngửa võ giả. Vì thế tuy Zeller phản kích mãnh liệt, nhưng Tiêu Cuồng vẫn tránh kịp, bàn chân chưa tới, thân nghiêng sang một bên, khiến cho thủ kiếm Zeller đâm vào khoảng không. Hừ, một kích không trúng, Zeller kinh ngạc trước phản ứng nhanh nhẹn của Tiêu Cuồng nhưng mà gã cũng không dừng lại, lập tức vung tay tới cổ Tiêu Cuồng tốc độ không hề giảm. Bởi vì chênh lệch cảnh giới, cộng thêm sức mạnh của binh sĩ OM của Zeller, Tiêu Cuồng lần đầu tiên dùng cứng đối cứng đã chịu thiệt, nên hắn không dùng cứng đối cứng nữa, lúc này thấy Zeller không buông tha, thế tới hung hãn, rơi vào đường cùng, đành phải nhảy lùi về. Tiêu Cuồng lui về, dĩ nhiên chấp nhận thua thiệt. Tên nhu nhược. Zeller cười lạnh, tiếp tục phát huy khí thế, vọt tới truy kích Tiêu Cuồng, tốc độ nhanh hơn cả Tiêu Cuồng, trong chớp mắt đã đuổi kịp, thủ kiếm lại đâm ra, không để cho Tiêu Cuồng kịp thở. Đậu xanh rau má mày. Tiêu Cuồng tức giận văng tục, nhưng không nóng lòng vận dụng sát chiêu Long Vương Diệp Cô Thành dạy cho hắn, mà tiếp tục tránh né. Một công một né. Tình thế nghiêng về một phía, Tiêu Cuồng chạy như bị ma đuổi trên võ đài. Zeller quyết tâm truy đuổi không bỏ, công kích liên tục, không cho Tiêu Cuồng cơ hội phản kích. Xem ra bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc, Tiêu Cuồng bại rồi. Không bị thua đơn giản như vậy, chiêu nào của tên Zeller kia cũng đều chí mạng, rõ ràng muốn giết đối thủ, như vậy chỉ cần Tiêu Cuồng không nhận thua, mà kiên trì chiến đấu, không chừng sẽ bị Zeller giết chết. Trên phòng quan sát, hai gã là Grab và Đặc Lý chứng kiến Tiêu Cuồng hoàn toàn bị áp đảo, không có bất kỳ cơ hội phản kích, nhịn không được bàn luận, theo sau Grab lại càng hướng đệ nhất vua lính đánh thuê Merz hỏi. Merz các hạ, ngài thấy thế nào? Xem tình thế, gã gia hỏa tên Tiêu Cuồng quả thật hoàn toàn rơi vào thế yếu. Merz như có suy nghĩ gì nói. Nhưng là nếu hắn có thể được chiến tranh chi vương lựa chọn thu làm đệ tử, như vậy tự nhiên có chỗ hơn người. Huống chi, bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc Bùi Đông Lai nếu để cho hắn lên võ đài, tự nhiên cũng là có chỗ nắm chắc, ta cho là hắn cũng không phải không có cơ hội nào, ít nhất sẽ không thua trong thời gian ngắn. Tao tưởng rằng mày giống như đội trưởng bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc, khiến người ta phải kinh hỉ, hóa ra không phải. Đúng vậy, hắn không thể nào trong tình huống đó còn ẩn giấu thực lực được, vừa nãy xém chút nữa hắn đã bị Zeller giết chết. Bây giờ, vấn đề không phải là có ẩn giấu thực lực hay không, mà là theo tình huống này tiếp tục hắn rất có thể sẽ chết trong tay Zeller. Hắn có thể kiên trì đến giờ đã là kỳ tích, nếu tiếp tục đánh nữa chắc chắn sẽ phải chết. Trong lúc đám Merz bàn luận, không ít dòng binh dự thi cũng bàn tán, tất cả đều giống đám Merz đều không cho rằng Tiêu Cuồng có thể lật ngược tình thế. Ba người Tô Bồ Đề, Bastien và Merz mặc dù nhìn thấy Tiêu Cuồng tạm thời chưa thua, nhưng lấy thực lực một kích Tiêu Cuồng vừa thể hiện, không thể tạo thành vết thương chí mệnh cho Zeller, cả ba đều cảm thấy Tiêu Cuồng nhiều nhất chỉ là cầm hòa. Nhưng, khi nhìn thấy Bùi Đông Lai vẫn vững vàng như cũ, lý trí và trực giác đều nói cho họ biết là Tiêu Cuồng vẫn còn cơ hội. Có cơ hội sao? Đông Lai, Tiêu Cuồng xảy ra chuyện gì vậy? Ở trong đám bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc, Trần Anh nhìn thấy Tiêu Cuồng liên tục gặp nguy hiểm, xém nữa phải chết nhưng vẫn kiên trì không sử dụng độc môn tuyệt kỹ Long Vương Diệp Cô Thành để phản kích thì có chút khẩn trương và nghi hoặc. Nghe được nghi vấn của Trần Anh, Bùi Đông Lai thở dài nói. Trần Tỷ, Tỷ nên biết, Cuồng Ca là một nam nhân kiêu ngạo, trong người hắn chảy dòng máu cuồng ngạo. Nếu như Zeller không lên tiếng nói Cuồng Ca nhận thua thì chắc lúc này trận đấu đã kết thúc rồi. Ý của cậu là Tiểu Cuồng không có ý định sử dụng tuyệt kỹ của sư phụ. Trần Anh đối với tính tình cuồng ngạo của Tiêu Cuồng cũng hiểu rõ, đồng thời nàng cũng hiểu trận đấu chấm dứt theo lời Bùi Đông Lai có nghĩa là một khi Tiêu Cuồng sử dụng tuyệt kỹ, Zeller căn bản không phải là đối thủ. Vâng. Bùi Đông Lai gật đầu, nói. Lời nói của Zeller quá kích thích Cuồng Ca, lấy tính khí cuồng ngạo của Cuồng Ca mà suy luận thì hắn nhất định sẽ không chịu sử dụng tuyệt kỹ để đánh bại Zeller. Lúc này, Trần Anh cũng không lên tiếng mà chỉ hơi cau mày. Hình như hơi lo lắng Tiêu Cuồng làm vậy sẽ gặp nguy hiểm. Trần Tỷ không cần lo lắng đâu, Cuồng Ca dù cho không có sử dụng sát chiêu cũng vẫn chiến thắng mà. Cảm nhận được Trần Anh đang lo lắng, Bùi Đông Lai cười cười nói. Bởi vì hắn mặc dù cuồng nhưng cũng không phải dạng cuồng nhân không có đầu óc mà ngược lại hắn cuồng vọng sẽ khiến địch nhân cảm giác giả tạo, sẽ khinh thường hắn. Các lạc này sẽ như thế. Hắc, quốc gia của mày từng được gọi là con bệnh của châu Á. Mà lúc này mày chính là nhược phu của tung cầu,
mày dám giống như một nam nhân chân chính chiến đấu cùng tao không? Giống như xác định cho lời nói của Bùi Đông Lai, bên trong đấu trường, Zeller ngừng tấn công, mặc dù trong lòng khiếp sợ phản ứng cực nhanh và thể lực sung mãn của Tiêu Cuồng nhưng hắn vẫn không hề lộ ra ngoài mặt, mà ngược lại, vẻ mặt tràn đầy nhục mạ, cố gắng chọc giận Tiêu Cuồng, bắt hắn phải chủ động tấn công. Hắn phải làm như vậy là đã cảm nhận được tốc độ phản ứng của Tiêu Cuồng có chút biến thái, nếu muốn chiến thắng phải rất cực khổ. Mà dựa vào tính khí nóng nảy ngay từ khi bắt đầu trận đấu của Tiêu Cuồng, hắn tin rằng với kế khích tướng này, Tiêu Cuồng đang bị áp chế từ lâu sẽ nổi giận chủ động phản kích. Từ đó hắn sẽ rơi vào bẫy, chỉ cần tìm được điểm sơ hở trong lúc Tiêu Cuồng tấn công sẽ là một kích tất sát. Anh quốc quỷ tử, tao XXX Grandmother mày. Giống với dự đoán của Zeller, Tiêu Cuồng thật sự giận dữ, mở miệng mắng chửi hơn nữa lại còn là trung anh hỗn hợp. Vù. Sau khi chửi xong, Tiêu Cuồng giống như là tuyệt địa phản kích, thân hình hơi nhếch lên, lần thứ hai chuẩn bị phát động công kích, khí thế so với lần đầu còn mạnh hơn, trực tiếp đánh thẳng về Zeller, hận không thể trực tiếp đem y xé nhỏ. Tới rất tốt. Nhìn Tiêu Cuồng mắc bẫy, Zeller cực kỳ vui mừng không hề né tránh mà đứng im chờ đợi. Ăn một quyền của Cuồng ra ra đi. Theo một tiếng gầm, Tiêu Cuồng đã xuất hiện trước mặt Zeller, thiết quyền vung lên, nhắm đầu Zeller mà nện xuống. Đúng là loại người man dợ. Trong lòng Zeller khẽ cười lạnh, vươn tay đón đỡ, đồng thời tay phải vận sức thủ sẵn, chuẩn bị cho Tiêu Cuồng một kích chí mệnh. Hả? Ngay sau đó, tay trái của Zeller chém ra để đón đỡ thì thiết quyền của Tiêu Cuồng đã thu về, từ phách quyền chuyển sang câu quyền, đánh mạnh vào bụng của Zeller. Tiêu Cuồng biến chiêu cực nhanh làm Zeller không có chút cơ hội đón đỡ, chỉ còn cách né tránh. Nhưng không muốn bị mất mặt bởi vì lần trước cùng Tiêu Cuồng cứng trọi cứng, Zeller đối với lực công kích của Tiêu Cuồng rõ như lòng bàn tay, chắc chắn rằng đòn này của Tiêu Cuồng không thể tạo ra thương tổn cho bản thân hắn, vì vậy mà hắn bỏ qua cách né tránh mà lựa chọn trực tiếp ngạnh kháng. Cùng lúc đó, lặng lẽ hóa thủ thành kiếm, chuẩn bị bất ngờ cho Tiêu Cuồng một kích chí mệnh. Trong lúc này Tiêu Cuồng đang dồn toàn lực chú ý vào công kích, không thể nào kịp trốn tránh và phòng thủ. Bản thân là vũ khí bí mật của A Quốc, Zeller có kinh nghiệm chém giết rất phong phú. Phán đoán của bản thân hắn cũng chính xác, lúc này Tiêu Cuồng đang toàn lực tấn công, không thể nào kịp suy nghĩ né tránh và phòng thủ. Nhưng mà, hắn và rất nhiều cường giả OM giống nhau, chỉ biết đến huyệt Thái Dương chắc chắn là tử huyệt, còn một ít tử huyệt khác trong cơ thể đều không biết chút gì. Ví dụ như lúc này mục tiêu mà Tiêu Cuồng công kích trên người Zeller lúc này chính là một trong số ít tử huyệt của con người, gọi là đan điền hay khí hải. Đi chết đi. Cùng một lúc, trong đầu hai người đều có cùng một suy nghĩ. Một chiêu định thắng bại. Cùng lúc đó, hầu như tất cả người đang quan chiến đều có suy nghĩ này trong đầu, bọn hắn đều thấy được tay phải của Zeller hóa thủ thành kiếm lúc nào cũng có thể đánh ra một kích chí mệnh cho Tiêu Cuồng, mà trong khoảng cách ngắn này. Lấy uy lực một đòn của Zeller, nếu đánh chúng chắc chắn Tiêu Cuồng phải chết không nghi ngờ gì. Hắn chết chắc rồi. Bịch. Như là đáp án trả lời cho các đội viên dự thi, một quyền mạnh mẽ của Tiêu Cuồng đánh lên đan điền của Zeller, trên thiết quyền ẩn chứa kình lực giống như núi lửa phun trào, ầm ầm tuôn ra, đánh mạnh vào cơ thể Zeller. Một cảm giác đau đớn không tả nổi lan ra toàn thân của Zeller, khiến cho bàn tay vung lên một nửa của hắn dừng lại. Thân hình không thể tự không chế mà cong lại như con tôm khô, một bụng máu tràn lên cổ họng hắn. Thời gian chậm dần, hình ảnh như dừng lại. Nhìn một màn như ảo thuật này, làm cho những người tin rằng Tiêu Cuồng chết chắc chấn động, bọn họ tất cả đều trợn mắt há mồm, sợ đến ngây người. Phốc! Sau đó, trong lúc đám người đang trợn mắt há mồm quan sát, thân hình gấp khúc của Zeller đột nhiên bay ngược về sau, há mồm phun ra một bụng máu, khuôn mặt hài hước trước đó đã trở nên trắng bệch. Sát ý và âm lãnh trong con ngươi không còn chút nào, nhìn về phía Tiêu Cuồng tràn ngập sợ hãi, sao lại có thể như vậy được? Không có đáp án, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy trên khuôn mặt cuồng vọng kia hé ra một tia cười lạnh. Nụ cười này đối với Zeller cũng không xa lạ gì, đó chính là nụ cười sau khi âm mưu thực hiện thành công. Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Nụ cười lạnh của Tiêu Cuồng rơi vào mắt hắn, khiến cho gieo thầm hỏi. Trả lời hắn chính là thanh âm trầm muộn, thân thể hung hăng đập xuống mặt đất sau đó, trên mặt đất nơi ấy cũng biến thành một cái hố sâu. Răng rắc. Vừa tỉnh lại, Zeller đi ra với một cái sống mũi bị đụng gãy máu tuôn rầm rề,
cùng lúc đó thân thể hắn như bị giật kinh phong, cả người run rẩy kịch liệt, mỗi một lần run rẩy đều phun ra một bụng máu và nước bọt, hai thứ phun ra nhuộm đỏ cả người. Bá! Nhìn thảm cảnh của Zeller, đám đội viên dự thi đều không hẹn và đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Cuồng. Đi xem, Cuồng ra ra mày không phát huy thì ngươi tưởng tép là con mèo bệnh à? Đối mặt với từng đạo ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, khó tin, Tiêu Cuồng nhìn Zeller đang hấp hối mắng, nhìn như là đang mắng chửi Zeller nhưng thật ra là đang đáp trả lại một đám người cho rằng hắn sẽ chết chắc. Quẹ! Giống như nghe được ẩn ý trong lời nói của Tiêu Cuồng, thân hình Zeller tức giận mà chấn động, lại phun ra thêm một bụng máu, sau đó, hắn cố gắng lật người lại. Chỉ là, dù cho hắn cố gắng đến mấy cũng không thể làm được, hắn chỉ cảm thấy khi lực cả người đều bị mất sạch, căn bản không thể xoay người lại, chỉ có thể một lần lại một lần không cam lòng dãy giụa. Chính lúc này, đám quân y mang theo cáng lao nhanh về phía Zeller, bốn gã quân y đem y bỏ lên cáng sau đó khiêng đi. Trong lúc đó, do miệng vết thương bị động, lại phun ra hai ngụm máu. Chẳng qua, sau khi phun hai ngụm máu loãng, thì ánh mắt trống rỗng xuất hiện chút thần khí, thân thể yếu đuối như có thêm chút khí lực. Cố dãy dụa đứng dậy, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Tiêu Cuồng. Lấy lực công kích của mày căn bản không thể tạo thành thương tổn chí mệnh cho tao, tại sao một quyền vừa rồi lại mạnh mẽ như vậy? Võ học thần kỳ của Trung Quốc thì kẻ ngu ngốc như mày sao biết được? Tiêu Cuồng nhìn Zeller bằng ánh mắt thương hại, nói. Quẹ, quẹ. Lời nói của Tiêu Cuồng vang lên, Zeller bị đả kích trầm trọng, thân hình cũng run rẩy theo. Sau đó, hắn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, đập đầu xuống cáng cứu thương, cứ vậy mà chết đi. Như đã sớm dự đoán được chuyện này, Tiêu Cuồng không hề quay đầu lại nhìn, chỉ chậm rãi bước về phía Bùi Đông Lai. Tiêu Cuồng này có thể dùng võ học Trung Quốc xoay chuyển thế cục, đánh chết Zeller đang tràn đầy ưu thế, như vậy Bùi Đông Lai đội trưởng bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc có thể nào sẽ sử dụng thần kỹ Trung Quốc để đối kháng với cỗ máy giết chóc mơ không? Thấy Tiêu Cuồng đi đến chạm quyền với Bùi Đông Lai, đa số mọi người trong lòng đều sinh ra nghi vấn này. Câu trả lời chỉ có thể chờ đợi. Bọn hắn cực kỳ mong đợi với trận chiến đỉnh cấp sắp diễn ra này. So sánh với các trận đầu kịch liệt ngày đầu thì ngày thứ hai chỉ có 52 đội viên đặc chiến xuất hiện. Trong đó có 8 gã đã chết giống như Zeller, còn Park Ji-yong thì vì thương thế nghiêm trọng nên không thể đến xem. Trong số đó có 2 gã đội viên của đội biên phòng thứ 9 nước Đức đều chết do gặp phải Bastien và Merck, tổng số chết và bị thương lên đến 16 người, được xem là đội ngũ bị tổn thất lớn nhất. Tất cả chú ý, nghỉ. Tập hợp xong, Austin Rostov đứng dậy, ánh mắt đảo qua 52 đội viên đặc chiến đội, sau đó trầm giọng nói. Trải qua ngày đầu tiên so đấu kích liệt, có 16 đội viên tham dự tiến vào vòng 2, mọi người cũng chúc mừng cho họ nào. Blep blep. Sau khi Austin Rostov nói xong, tất cả đội viên đều vỗ tay chúc mừng. Cực kỳ nể mặt mũi của ban tổ chức. Hôm nay sẽ tiến hành 8 cuộc tranh tài, chọn ra 8 người mạnh nhất, trận đấu này cực kỳ kịch liệt, các vị đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, Austin Rostov lên tiếng. Báo cáo giáo quan, đã chuẩn bị xong. 52 đội viên sôi nổi trả lời. Tốt lắm, các cậu nếu đã chuẩn bị kỹ càng vậy bắt đầu ngày thi đấu hôm nay nào. Austin Rostov nghe xong, không hề lãng phí mà tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trận thứ nhất là Tô Bồ Đề bộ đội đặc chủng Red Alert Ấn Độ gặp Danay bộ đội đặc chủng Pháp. Báo cáo giáo quan. Austin Rostov vừa nói xong, Tô Bồ Đề liền bước khỏi hàng. Không ngờ Danay đội viên đặc chủng nước Pháp lại bước ra khỏi hàng cúi chào Austin Rostov, sắc mặt khó coi nói. Tôi bỏ cuộc. Nghe được lời nói bất ngờ của Danay, Tô Bồ Đề có chút buồn bực lùi về, dường nàng cũng không thích phương thức được trực tiếp vào bán kết so đấu cùng Bastien này. Trái ngược với suy nghĩ của Tô Bồ Đề, Bastien cảm thấy thi đấu cùng 3 người Bùi Đông Lai, Merck và Tô Bồ Đề là một loại sỉ nhục, nhìn thấy đối thủ của Tô Bồ Đề bỏ quyền thi đấu. Nhận thua thì lập tức trừng mắt nhìn đối thủ của hắn, giống như nhắc nhở đối thủ chớ quên những lời hôm qua hắn đã nói. Nhìn thấy ánh mắt của Bastien, đối thủ của hắn là đội trưởng bộ đội đặc chủng Nam Phi biến sắc, sau đó buồn bực cúi thấp đầu, giống như đã chuẩn bị bỏ quyền thi đấu. Cùng lúc đó, các đội viên đặc chiến đội cũng không vì bộ đội đặc chủng Pháp chọn bỏ quyền thi đấu mà kinh ngạc, cũng không hề xem thường Danay. Bởi vì, trải qua trận đấu ngày hôm qua,
bọn hắn đều biết lần thi đấu này là sân khấu thuộc bốn người Tô Bồ Đề, Bastien, Bùi Đông Lai và Merck, những người khác tham dự chỉ cho đủ số. Dưới tình huống này, vì để dành cho thi đấu đoàn thể mà lựa chọn từ bỏ là hoàn toàn đúng, cho nên khi gặp bốn người Bùi Đông Lai chọn quyền từ bỏ là cách làm rất thông minh. Bởi vì Danay bỏ quyền thi đấu cho nên Tô Bồ Đề được tính thắng, trở thành người đứng đầu tổ A, thuận lợi vượt qua, đợi so đấu với người đứng đầu tổ B. Austin Rostov cũng không kinh ngạc trước quyết định này của Đạt Nôi, trước tiên hắn tuyên bố kết quả trận đấu, sau đó giới thiệu trận đấu thứ hai. Tiếp theo là trận đấu của Gia ớt đội trưởng bộ đội đặc chủng của M gặp CC đội viên bộ đội đặc chủng Canada. Sau khi Austin Rostov nói xong, Danay liền trở về hang ngũ của bộ đội đặc chủng Pháp, mà Gia ớt cũng CC đều tiến ra khỏi hang ngũ, đi vào sân thi đấu. Thân là đội trưởng bộ đội đặc chủng của nước M, Gia ớt là một trong những thành viên mũi nhọn, mặc dù luận thực lực không khủng bố như Mớc nhưng cũng không tầm thường. Hắn chỉ mất một phút đồng hồ đã bước CC ra khỏi sân thi đấu, lấy thực thắng lời, trở thành tổ trưởng tổ B, cùng Tô Bồ Đề tranh đoạt ngôi tứ cường. So sánh với trận đấu của Gia ớt, trận thứ ba càng phấn khích và kịch liệt hơn. Tuyền Phong thành viên bộ đội đặc chủng Thần Phong của Nhật Bản cùng đội trưởng bộ đội đặc chủng Brazil Châu Mỹ chém giết kịch liệt hơn 4 phút, cuối cùng bị đội trưởng bộ đội đặc chủng Brazil Châu Mỹ dùng judo chế ngự, chủ động đầu hàng. Báo cáo giáo quan tôi bỏ cuộc. Có lẽ do Bastien sau trận đấu ngày hôm qua đã tuyên bố độc ác, hoặc là do trước đó Bastien trừng mắt uy hiếp mà đội trưởng bộ đội đặc chủng Nam Phi đã lựa chọn bỏ quyền thi đấu. Đối với kết quả này, Bastien đắc ý cười cười cố ý liếc mắt nhìn đối thủ, giống như nói coi như mày thức thời. Bởi vì Caliber đội trưởng bộ đội đặc chủng Nam Phi bỏ quyền thi đấu cho nên Bastien coi như thắng, trở thành tổ trưởng tổ D, vượt qua vòng bát cường tiến vào tranh đoạt ngôi tứ cường. Khi nói chuyện, Austin Rostov không nhịn được mà liếc mắt nhìn Bastien và Tạp Phúc. Không chỉ Austin Rostov mà không ít thành viên của ban tổ chức cũng liếc nhìn Bastien và Tạp Phúc, mặc dù Tạp Phúc là đội trưởng của bộ đội đặc chủng châu Mỹ nhưng trận quyết đấu ngày mai chắc chắn hắn sẽ lựa chọn bỏ quyền thi đấu, giữ thực lực. Mời Bùi Đông Lai đội trưởng bộ đội đặc chủng Long Hồn của Trung Quốc và Johan bộ đội đặc chủng Hoàng gia Anh tiến lên bắt đầu trận đấu. Sau vài giây tạm dừng, Austin Rostov lại lên tiếng. 3. Austin Rostov vừa nói xong, Johan liền dẫn đầu bước ra khỏi hàng, sắc mặt lạnh lùng đi về hướng võ đài. Ủa? Nhìn thấy vậy, không ít thành viên đặc chiến đội và ban tổ chức ngạc nhiên. Bởi vì ngày hôm qua Zeller đội trưởng bộ đội đặc chủng Hoàng gia Anh bị Tiêu Cuồng giết chết trong trận đấu, hầu như mọi người đều cho rằng Johan sẽ giống như Danay và Caliber trực tiếp bỏ quyền thi đấu. Thực lực cực mạnh như Zeller còn bị giết, những người còn lại gặp được Bùi Đông Lai thực lực còn mạnh hơn thì làm sao có hy vọng chiến thắng. Chẳng lẽ tên Johan này muốn đi chịu chết? Trong giây lát, trong đầu mọi người đều có suy nghĩ này. Thậm chí ngay cả Bùi Đông Lai cũng không nhịn được chau mày, không hiểu tên Johan này có ý gì. Mặc dù khó hiểu nhưng Bùi Đông Lai vẫn bước ra khỏi hàng, đi theo Johan tiến về võ đài. Rất nhanh. Johan đã tiến đến võ đài, hắn không nhìn Bùi Đông Lai mà hướng mặt về hướng các thành viên đặc chiến đội, thanh âm kích động nói. Ta biết, các người rất tò mò vì sao ta lại đi vào võ đài, các người đều nghĩ ta tiến vào võ đài chỉ là đi chịu chết. Chính xác, nếu ta và hắn giao thủ, kết quả sẽ như vậy. Johan chỉ Bùi Đông Lai, sau đó lời nói đột nhiên thay đổi. Ta tiến vào võ đài cũng không phải muốn giao thủ cùng hắn. Mà chỉ muốn nói vào lời với mọi người thôi. Có lẽ không ngờ đến mục đích này của Johan, hắn vừa nói xong, hội trường lập tức xôn xao, mà Bùi Đông Lai cũng dừng bước. Chính xác ngày đó đội trưởng bộ đội đặc chủng Long Hồn của Trung Quốc hô lớn quán quân là của bọn ta, sau khi câu nói này vang lên, ta cũng như các người đều giống nhau, đều cho rằng người này điên rồi. Sắc mặt Johan nghiêm túc, lời nói không che giấu thù hận. Nhưng... sau khi xem trận đấu của đội trưởng Zeller với một thành viên của bộ đội đặc chủng Long Hồn Tiêu Cuồng, ta mơ hồ hiểu rằng nguyên nhân mà đội trưởng Long Hồn dám tự tin nói ra lời đó, chính là nhờ võ học thần kỳ Trung Quốc. Nghe được lời nói của Johan, không ít thành viên đặc chiến đội đều gật đầu đồng ý. Ta công nhận võ học Trung Quốc có chỗ thần kỳ, nhưng ta không tin hai tên khốn khiếp kia có thể dựa vào cái gọi là võ học Trung Quốc đi đến cuối. Nói đến đây... hận ý trong lời nói của Johan càng đậm. Ngược lại, ta
ta cho rằng ta tin rằng chỉ cần bọn hắn ở vòng sau không lựa chọn từ bỏ thi đấu nhận thua, chắc chắn sẽ bị chém giết. Ta tin tưởng, đội trưởng Long Hồn dám tự tin hô khẩu hiệu đoạt giải quán quân sẽ không chủ động nhận thua, chắc qua cái tên tiêu cuồng kia thì rất khó tin. Nói xong, Sohan như vô tình đem ánh mắt nhìn về phía tiêu cuồng. Rốp, rốp. Nghe được lời nói sỉ nhục cậu Johan, tiêu cuồng nắm chặt hai nắm đấm, cực kỳ giận dữ. Bùi Đông Lai thì lại nheo mắt nhìn Johan, dụng ý châm ngòi ly gián cực rõ ràng, khiến cho mình và tiêu cuồng giận dữ, khiến cho trận đấu ngày mai của cả hai phải đổ máu. Báo cáo giáo quan, tôi xin bỏ cuộc. Mặc kệ Bùi Đông Lai, Johan hướng về Austin Rostov cúi chào, từ bỏ thi đấu, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi võ đài. Quỷ tha ma bắt bọn mày. Tao sẽ khiến hai người bọn mày phải chém giết nhau, để một trong hai phải chôn cùng đội trưởng Zeller. Sau đó, khi đi đến bên người Bùi Đông Lai, Johan cố ý đi chậm lại, thấp giọng nói một câu. Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai trả lời đã bước đi, giống như chưa từng có chuyện gì. Lời nói ác độc của Johan vang lên bên tai nhưng Bùi Đông Lai không có ta tay dạy dỗ hắn, chỉ giữ im lặng quay về đội ngũ. Đi CM, lũ Anh Quốc nham hiểm. Nhìn thấy Bùi Đông Lai trở về, Tiêu Cuồng không nhịn được chửi rủa. Bùi Đông Lai cười cười, ra hiệu cho Tiêu Cuồng yên tâm không cần nóng giận. Bởi vì Johan chủ động nhận thua nên Bùi Đông Lai vượt qua vòng bát cường, cùng tổ trường tổ F tranh đoạt ghế tứ cường. Ở lúc sau, tổ chức trận đấu ở tổ F, Putin chỉ cần 30 giây đã hạ knockout đối thủ, tiến vào vòng sau. Báo cáo giáo quan, ta bỏ cuộc. Đến lượt tổ G của Merck. Đối thủ của hắn không đợi Austin Rostov lên tiếng đã mở miệng tuyên bố từ bỏ thi đấu. Đối với việc này, hội trưởng cũng xôn xao một trận, không ít ánh mắt sợ hãi khi nhìn Merck. Nghe vậy, Austin Rostov liền đứng dậy tuyên bố kết quả, sau đó nói. Tiếp theo, tiến hành trận đấu tổ H, là cuộc so tài của tiêu cuồng bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc đấu với cương bản Nhật Xuyên bộ đội đặc chủng Thần Phong của Nhật Bản. Bá! Austin Rostov vừa nói xong, tiêu cuồng đã nhanh chóng tiến lên, hắn thật sự đã bị Johan chọc giận, nhanh chóng muốn chứng minh bản lĩnh của mình. Báo cáo giáo quan, ta bỏ cuộc. Tiêu cuồng vừa bước chân ra khỏi hàng thì cương bản Nhật Xuyên cũng đi ra, nhưng hắn lại không đi về hướng võ đài mà trực tiếp bỏ quyền thi đấu. Hả? Nghe cương bản Nhật Xuyên nói tiêu cuồng ngạc nhiên, theo bản năng dừng lại, ánh mắt giống mọi người nhìn về hướng cương bản Nhật Xuyên. Đối với những ánh mắt khó hiểu và nghi hoặc của mọi người, cương bản Nhật Xuyên không giải thích gì mà thâm ý nhìn về hướng Bùi Đông Lai, giống như truyền đến tin tức gì đó. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thâm ý của Nhật Xuyên, trong lòng Bùi Đông Lai đã hiểu rõ mục đích của hắn. Tiểu quỷ tử, mày là sợ đấu với tao sẽ đắc tội Bùi Đông Lai sao? Đoán được việc này không chỉ có mình Bùi Đông Lai, mà người thô lỗ như Tiêu Cuồng cũng đoán ra dụng ý của cương bản Nhật Xuyên, nghiêm mặt nói. Mày yên tâm, nếu trong trận đấu tao có xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì dù là Bùi Đông Lai hay quân đội Trung Quốc cũng sẽ không làm gì cả. Nhưng Nhất Xuyên không hề trả lời, mà chỉ im lặng trở về đội ngũ. Chẳng qua. Trong lúc lui về, ánh mắt khinh miệt liệt tiêu cuồng một cái. Giống như muốn nói, nếu không phải có Bùi Đông Lai, tao đã lấy tính mạng mày rồi. Rốp, rốp. Như hiểu được hàm ý trong cái liếc mắt của cương bản Nhật Xuyên. Hai nắm đấm của tiêu cuồng giận dữ siết chặt, sắc mặt tái xanh. Thấy vậy, Bùi Đông Lai nhíu mày, trong lòng có cảm giác có gì đó không tốt. Dịch giả, cậu út. Bởi vì trong người chảy dòng máu kiêu ngạo, bởi vì từng hứa với tiêu gia lão thái gia nên tiêu cuồng rất muốn đoạt được ngôi quán quân. Thật sự rất muốn. Nhưng, hắn biết rõ thực lực bản thân không bằng Bùi Đông Lai, cho nên ở trận đấu đột kích cá nhân trước khi bắt đầu, Bùi Đông Lai đề nghị hắn dự thi. Trong lòng hắn mặc dù rất muốn nhưng cuối cùng vì an toàn mà từ chối. Hắn phải từ bỏ thì Trung Quốc mới có cơ hội giành ngôi quán quân. Cho nên, hắn để Trần Anh tham gia trận đấu. Kết quả là Trần Anh lại cự tuyệt đề nghị của hắn, sau đó cùng Bùi Đông Lai thỏa thuận, quyết định để hắn dự thi, chỉ lại yêu cầu hắn khi gặp ba người Tô Bồ Đề, Bastien và Mơ thì phải từ bỏ quyền thi đấu. Đối với đề nghị này mặc dù trong lòng không muốn, hắn thà chết trận trên chiến trường cũng không muốn là kẻ hèn yếu. Nhưng cuối cùng hắn cũng đồng ý, hơn nữa hắn quyết định trước khi gặp ba người Tô Bồ Đề sẽ đem hết thực lực bản thân thể hiện ra, để không uổng phí lần thi đấu này. Nhưng mà, ở trận đầu tiên,
Do Zeller nhục mạ hắn bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, không sử dụng tuyệt kỹ mà Diệp Cô Thành truyền dạy, đơn giản dùng mưu kế giết chết Zeller. Mà trận đấu hôm nay chính là cơ hội cuối cùng để thể hiện hết bản lãnh của bản thân, may mắn hơn đối thủ của hắn là cương bản Nhật Xuyên đã tiến vào nhẫn thuật bát đoạn, đủ để hắn có thể dùng hết tuyệt kỹ bản thân. Nhưng, hắn lại không ngờ rằng cương bản Nhật Xuyên lại từ bỏ thi đấu. Quân đội Nhật Bản biết hắn và Bùi Đông Lai quan hệ rất tốt, sợ rằng cương bản Nhật Xuyên trong trận đấu làm bị thương hay giết chết Tiêu Cuồng sẽ đắc tội Bùi Đông Lai, cho nên để cho cương bản Nhật Xuyên từ bỏ thi đấu. Hắn không biết việc này nhưng vẫn nhận ra được cương bản Nhật Xuyên là do sợ đắc tội Bùi Đông Lai nên mới từ bỏ thi đấu. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được cương bản Nhật Xuyên cực kỳ khinh thường mình. Điều này khiến cho hắn cực kỳ uất ức. Mà bởi vì cảm nhận được nội tâm uất ức của Tiêu Cuồng, Bùi Đông Lai mới có cảm giác bất an, hắn lo lắng Tiêu Cuồng sẽ không cam lòng mà đi tử chiến với Mơ. Cực kỳ lo lắng nhưng Bùi Đông Lai vẫn không lên tiếng, mà tính đợi đến lúc giải lao, đợi Tiêu Cuồng bình tĩnh một chút sẽ nói chuyện. Báo cáo giáo quan, bởi vì hôm nay có rất nhiều đội viên dự thi bỏ thi đấu, nhận thua, cho nên thời gian còn rất nhiều, đề nghị ban tổ chức tiếp tục an bài. Đúng lúc Bùi Đông Lai quyết định, thì một thanh âm vang lên, chủ nhân chính là Bastien. Cá nhân tôi đề nghị tiếp tục thi đấu. Hả? Nghe được đề nghị của Bastien, hội trưởng lại xôn xao, không ít người đồng ý với hắn. Mà Bùi Đông Lai thì lại nhíu mày. Vốn tính đợi kết thúc thi đấu ngày hôm nay sẽ cùng Tiêu Cuồng nói chuyện, nhưng nếu đề nghị của Bastien được chấp thuận, như vật sẽ tiếp tục thi đấu. Lấy trạng thái lúc này của Tiêu Cuồng rất có thể sẽ vào võ đài thi đấu với Mơ. Trong lòng lo lắng nhưng Bùi Đông Lai vẫn không nóng lòng bác bỏ đề nghị của Bastien, mà đem ánh mắt nhìn về thính phòng, chờ đợi quyết định của ban tổ chức. Austin Rostov không trực tiếp trả lời Bastien mà đi về phía người phụ trách Ratatot thảo luận, sau khi thấp giọng bàn luận một lúc, cuối cùng hai người đã thống nhất. Đề nghị của Bastien cũng khá hợp lý, nhưng ngày hôm nay có tuyển thủ được trực tiếp vượt qua. Có tuyển thủ phải cực khổ chiến đấu, vì thế nếu tiếp tục tiến hành tranh đoạt ngôi tứ cường sẽ là không công bằng với những tuyển thủ phải cực khổ chiến đấu. Sau khi cùng Ratatot thống nhất, Austin Rostov đi lên trước, nghiêm mặt nói. Trải qua thương nghị của ban tổ chức, sẽ trưng cầu ý kiến của những tuyển thủ đã cực khổ thi đấu ngày hôm nay, nếu như bọn hắn không phản đối thì sẽ tiếp tục tiến hành thi đấu. Nghe được lời nói của Austin Rostov, chân mày Bùi Đông Lai càng nhíu chặt. Hắn biết mình căn bản không thể phản bác quyết định của Austin Rostov, dù sao hắn cũng là trực tiếp vượt qua, không phải chiến đấu gian khổ. Báo cáo giáo quan, tôi đồng ý tiếp tục thi đấu, hơn nữa tôi lựa chọn bỏ cuộc. Sau đó, ánh mắt nhìn về Gia Ứt và vài tên chiến đấu gian khổ khi nãy, Gia Ứt dẫn đầu bước ra, không những đồng ý đề nghị của Bastien mà còn chủ động từ bỏ thi đấu, nhận thua. Quyết định của Gia Ứt cũng không gây bất ngờ. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Gia Ứt không phải đối thủ của Tô Bồ Đề, hơn nữa vẫn còn Mơ nên Gia Ứt không cần phải mạo hiểm để bị đánh tàn phế hoặc chết để chứng minh dũng khí cường đại của bộ đội đặc chủng nước M, mà thay vào đó có thể bảo tồn lực chiến đấu để tham gia thi đấu đoàn thể. Báo cáo giáo quan, tôi cũng đồng ý tiếp tục thi đấu ngoài ra tôi cũng lựa chọn bỏ thi đấu. Đội trưởng Cafeu của Brazil cũng như vậy, so sánh với Gia Ứt mà nói thì lựa chọn của hắn càng chính xác hơn. Trừ phi hắn bị ngốc mới cùng đánh với Bastien. Usin, cậu thì sao? Nhìn thấy Gia Ứt và Cafeu đều đồng ý và bỏ quyền thi đấu, Austin Rostov nhìn về phía Usin đội trưởng đội Alpha của Nga, hắn là người cuối cùng thông qua chiến đấu để vào vòng trong. Tôi cũng đồng ý tiếp tục thi đấu. Đối với câu hỏi của Austin Rostov, Usin trầm giọng nói, chỉ có đồng ý tiếp tục thi đấu nhưng không từ bỏ quyền thi đấu. Nếu như ba vị đều đồng ý tiếp tục thi đấu, vậy căn cứ quyết định của ban tổ chức, ngày thi đấu hôm nay tiếp tục tiến hành. Austin Rostov nghe xong, liếc mắt nhìn Ratatot một cái, thấy Ratatot vuốt cằm liền nói. Bởi vì ngoài Gia Ứt ra thì hai người kia bỏ quyền thi đấu, Tô Bồ Đề và Bastien trực tiếp vượt qua vòng tứ cường, sẽ gặp nhau ở vòng bán kết. Kế tiếp, Bùi Đông Lai đội trưởng Long Hồn của Trung Quốc sẽ gặp Putin đội trưởng đội Alpha của Nga. Nghe được lời nói của Austin Rostov, Putin quay đầu nhìn Bùi Đông Lai một chút, sau đó bước ra khỏi hàng tiến về võ đài. Nhìn thấy ánh mắt hữu hảo của Putin, trong lòng Bùi Đông Lai khẽ động, đã đoán được dụng ý của hắn, lập tức đi theo tiến về võ đài. Bùi Đông Lai các hạ,
Nga và Trung luôn luôn là hảo hữu. Hai bên hợp tác, trao đổi với nhau rất nhiều phương diện, thậm chí còn tổ chức thành công diễn tập quân sự. Hai bên vào võ đài, Phổ Tư Tư hành lễ trước với Bùi Đông Lai, cực kỳ khách khí nói. Tôi rất tiếc đã không được tham gia các hoạt động trao đổi hai bên trước đó, nhưng lần này lại may mắn gặp được một quân nhân xuất sắc như các hạ trong lần thi đấu quân sự giữa các nước này. Quân nhân Trung Quốc xin chỉ giáo. Cùng nhau học tập thôi, cùng so tài nào. Bùi Đông Lai em cười trả lễ, trong lòng cũng hiểu rõ, Putin lần này là thật lòng, không phải âm mưu quỷ kế gì mà muốn thua trong danh dự. Nga đúng là một cường quốc quân sự, mà đội Alpha của Nga lần này là đội chủ nhà, nếu Putin chưa chiến đã nhận thua thì cũng quá mất thể diện của Nga. Bêu xấu rồi. Thấy Bùi Đông Lai đã hiểu được ý của mình, Putin thoải mái, sau đó khẽ thông báo. Ngay tại chỗ nhảy lên, chủ động tấn công trước. Vì không ảnh hưởng đến quan hệ Trung-Nga, Bùi Đông Lai cấp đủ mặt mũi cho Putin, đối diện với công kích của hắn chỉ né tránh mà chưa phát động phản công. Kỹ năng chiến đấu các hạ thực sự vượt xa ta xin nhận thua. Bùi Đông Lai nể tình, nên Putin cũng biết dừng đúng lúc, hơn 10 chiêu liên tục không chạm đến một sợi tóc của Bùi Đông Lai, hắn liền biết thực lực của mình thua đối phương xa đến mức nào, vì thế chủ động ngừng tấn công, mở miệng nhận thua. Bùi Đông Lai em cười nói. Putin các hạ khiêm tốn rồi. Nhìn một màn này, mấy đội ngũ đặc chiến đội dự thi khác mặc dù biết rõ cả hai đang đóng kịch, nhưng cũng không nói gì. Dù sao, đúng như lời Putin, Trung Quốc và Nga là hai quốc gia quan hệ với nhau rất chặt chẽ, đặc biệt là hợp tác về quân sự. Hơn nữa lần này đội Alpha của Nga là đội chủ nhà cho nên cấp một ít mặt mũi là đương nhiên. Chờ trận đấu của Bùi Đông Lai kết thúc, Austin Rostov tiếp tục nói. Tiếp theo là trận đấu bát cường cuối cùng, tìm ra người lọt vào vòng tứ kết, là Tiêu Cuồng của đội Long Hồn Trung Quốc gặp mớ của đội đặc chủng M. Bá! Lời nói Austin Rostov vang lên, hầu như tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Cuồng, giống như chờ đợi hắn nhận thua. Nhìn thấy ánh mắt mọi người, Tiêu Cuồng không có nhanh chóng tiến vào võ đài như những lần trước, mà nhìn Bùi Đông Lai, sắc mặt phức tạp nói. Đông Lai, ca muốn lên võ đài. Lộp bộp. Lời nói của Tiêu Cuồng đúng như dự đoán của Bùi Đông Lai, khiến cho hắn chấn động, nhíu mày, nhìn sắc mặt nghiêm túc của Tiêu Cuồng, trầm ngâm nói. Cuồng ca, tôi có thể hiểu được tâm tình của anh lúc này nhưng anh nên biết anh không phải đối thủ của hắn. Tiêu Cuồng không được làm loạn. Trần Anh nghe được lời nói của Tiêu Cuồng, nóng nảy nói. Yên tâm, Đông Lai, Trần Tỷ, tôi sẽ cẩn thận. Tiêu Cuồng cười cười nói. Tôi chỉ muốn thử sức một chút với hắn, nếu như thực sự không nổi nữa thì tôi sẽ trực tiếp nhận thua. Cuồng ca. Nghe xong, Bùi Đông Lai định nói gì đó đã bị Tiêu Cuồng trực tiếp cắt ngang. Xin lỗi, Đông Lai, Trần Tỷ. Bá. Vừa nói xong, Tiêu Cuồng đã trực tiếp bước ra khỏi hàng, thẳng lưng, tiến vào võ đài. Ách. Nhìn một màn này, mấy đội viên dự thi khác và ban tổ chức đều trợn tròn mắt, người này chẳng lẽ muốn đi chịu chết sao? Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai vốn định trực tiếp đưa tay ngăn cản Tiêu Cuồng nhưng nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp kia, cuối cùng cũng thu hồi tay lại, suy tư. Đông Lai! Trần Anh thấy vậy, cố gắng nói cái gì đó. Bùi Đông Lai thở dài. Nếu không để Cuồng ca thi đấu, sợ rằng hắn sẽ còn về an toàn của Cuồng ca thì Trần Tỷ an tâm, nếu đến lúc nguy hiểm Cuồng ca vẫn khăng khăng đánh tiếp thì chúng ta trực tiếp nhận thua giúp hắn. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Trần Anh đem lời định nói thu lại, gật gật đầu sau đó tràn ngập lo lắng nhìn Tiêu Cuồng đang tiến vào võ đài. Ở bên kia, Mặc nhìn thấy Tiêu Cuồng lựa chọn nghênh chiến, cảm thấy khó hiểu nhưng chỉ cười lạnh theo sau tiến vào võ đài. Giống như lúc trước đánh với Layman, Tiêu Cuồng dẫn đầu đi vào võ đài. Người sợ chết ta đã thấy không ít, nhưng người vội vã muốn chết như mày thì đúng là ít thấy. Tiến vào võ đài, Mặc hiếm khi chủ động nói chuyện lại lên tiếng. Lời nói giống như tuyên cáo của tử thần, trực tiếp tuyên án tử cho Tiêu Cuồng. Lời nói vừa dứt, sát ý khủng bố như núi lửa phun trào xuất hiện, ánh mắt sắc như dao găm lên người Tiêu Cuồng, sau đó bước từng bước về phía hắn. Dường như muốn giống như Layman, dùng cách thức trêu đùa giết chết Tiêu Cuồng. Cảm nhận được sát ý mạnh mẽ từ Mặc, ngực Tiêu Cuồng cảm giác như bị một tòa núi lớn đè xuống, thân hình căng cứng, hít thở khó khăn. Cắn răng, nắm chặt tay. Cố sức đứng thẳng, kiên cường đối chọi với ánh mắt coi thường của Mặc, cố gắng chống lại áp lực từ hắn.
bịch, bịch, bịch. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, khoảng cách giữa Merck và Tiêu Cuồng càng lúc càng ngắn lại. Đối mặt với áp lực Merck gây ra, trên trán Tiêu Cuồng đổ mồ hôi liên tục, dọc theo khuôn mặt rơi xuống mặt đất. Tên kia chết chắc rồi. Nhìn thấy Tiêu Cuồng đổ mồ hôi đầm đìa, thân hình cũng run rẩy, trừ bốn người Bùi Đông Lai, trong lòng tất cả mọi người đều có suy nghĩ này. A, a, a. Như đáp lại suy nghĩ của mọi người, khi khoảng cách giữa hai người còn chưa đến 10 thước, Tiêu Cuồng đột nhiên ngẩng mặt lên trời rít gào. Hả? Theo tiếng rít gào của Tiêu Cuồng, mọi người nhìn thấy Tiêu Cuồng tựa hồ không còn bị mực áp bách nữa, thân mình không run rẩy mà đứng thẳng như thương. Xem ra mày so với tên hôm qua tao chém giết còn mạnh hơn một chút, chẳng qua mày cho rằng như vậy sẽ chống lại được tao sao? Nhìn thấy Tiêu Cuồng chống lại được áp lực mình gây ra, trong con ngươi của Merck lóe lên một chút ngạc nhiên nhưng lập tức bình thường lại, khóe miệng nở nụ cười lạnh như băng, sát khí trong mắt càng nặng. Trò chơi nên chấm dứt rồi. Chúng ta bỏ cuộc. Merck vừa dứt lời, cảm giác được Merck muốn thực sự ra tay, Bùi Đông Lai vội vàng hét lớn. Bỏ cuộc. Oạch. Trong giây lát, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về Bùi Đông Lai, ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không thể ngờ Bùi Đông Lai lại làm như vậy. Mà ở trên võ đài, nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Tiêu Cuồng như bị điện giật, thân hình chấn động mạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn Bùi Đông Lai, nhìn thấy Bùi Đông Lai rõ ràng lắc lắc đầu với mình. Thấy một màn này, Tiêu Cuồng vô lực nhắm mắt lại, dừng sức cắn chặt môi, dường như dùng cách này để khiến bản thân tỉnh táo lại để quyết định. Máu tươi từ khóe miệng trào ra, không thèm quan tâm mà mở to mắt, đôi mắt hơi đỏ, nhìn Merck đối diện, chậm rãi mở miệng, thanh âm nghẹn khuất, khàn khàn. Ta nhận thua, ta nhận thua. Ba chữ ngắn ngủi như lấy đi tất cả khí lực của Tiêu Cuồng, làm cho bóng lưng thẳng tắp lại trùng xuống, lại gần như lấy hết thần khí, con ngươi tràn ngập bất mãn, ảm đạm, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Sỉ nhục như thế này hắn chưa từng được nếm. Nếu câu nói vừa rồi không phải là người anh em Bùi Đông Lai nói ra thì hắn thà chết chứ không chấp nhận sỉ nhục này. Nhưng trên thế giới không có nếu. Hắn không thể làm trái lời hẹn với huynh đệ. Tao không thích bị người đùa bỡn. Merck lên tiếng, thân hình di chuyển. Mày muốn chết. Cảm ứng được hành động của Merck, Bùi Đông Lai quát lớn, lao về phía võ đài. Bốp! Trả lời hắn là một cái tát vang dội. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Tiêu Cuồng bị Merck tát văng ra ngoài. Hình ảnh như dừng lại. Trừ Bùi Đông Lai, tất cả đều há hốc mồm nhìn Tiêu Cuồng bị văng ra ngoài, trên má in rõ dấu tay, khóe miệng rỉ máu. Trong lúc lao về võ đài, Bùi Đông Lai cũng nhìn thấy một màn này. Làm cho hắn chấn động, lập tức đổi hướng lao về phía Tiêu Cuồng văng ra. Cùng lúc đó, không bị trọng thương nên Tiêu Cuồng cứng rắn dùng lực, ngăn không cho thân thể bay ngược ra. Bịch. Hai chân Tiêu Cuồng tiếp đất, lưu dưới mặt đất hai dấu chân thật lớn. Bùi Đông Lai nhanh chóng lao đến, lo lắng hỏi. Cuồng ca, anh có sao không? Yên tâm, ca chỉ bị hắn trừng phạt nhẹ thôi. Cùng lúc đó, Merck từ trên cao nhìn xuống cùng nói. Nếu không phải vậy, thì bây giờ hắn đã là một cái xác rồi. Xin lỗi Đông Lai, ca không nên lên đài, khiến cho chú bị mất mặt. Nghe được lời nói của Merck. Khuôn mặt Tiêu Cuồng đỏ lên, ánh mắt trông cậy, thanh âm khàn khàn nói. Người anh em, hy vọng cậu sẽ giành lại thể diện cho quân nhân Trung Quốc chúng ta. Cuồng ca. Không hiểu vì sao, nhìn Tiêu Cuồng lúc này mà trong lòng Bùi Đông Lai như bị dao cắt, gằn từng chữ nói. Tôi sẽ dùng long quyền mà ca chưa kịp sử dụng, để giành lại tất cả. Nghe vậy, Tiêu Cuồng gật đầu cười. Báo cáo giáo quan. Bùi Đông Lai không nhiều lời. Mà trực tiếp nhìn ra ta tốt hét lớn. Bùi Đông Lai các hạ, mời nói. Nhìn thấy Merck làm trái quy tắc, tát Tiêu Cuồng một cái, đang cùng với Austin Rostov thương lượng xử lý thì thấy Bùi Đông Lai lên tiếng, liền đứng dậy đáp lễ. Hô! Bùi Đông Lai liền nói, thanh âm không lớn chỉ vừa đủ nghe. Giáo quan, tôi thỉnh cầu cùng đặc chủng nước M trực tiếp bắt đầu vòng bán kết. Hả? Nghe được lời này. Ratatot kinh ngạc không biết trả lời thế nào. Tôi đồng ý. Nhưng Merck lại trực tiếp đồng ý. Anh em của ta không phải dễ bị bắt nạt. Nghe được lời này, Bùi Đông Lai không đợi Ratatot phu tuyên bố, thân hình đã xuất hiện giữa võ đài. Hôm nay, dù là thiên vương lão tử đến đây cũng không cứu được mày.
Dịch Giả, cậu út. Tất cả đều nhìn về phía Bùi Đông Lai và Mơc. Bọn hắn thật không ngờ sau khi Tiêu Cuồng nhận thua bị ăn một tát của ả Mơc thì Bùi Đông Lai lại trực tiếp lao lên võ đài, quyết đấu sinh tử với Mơc. Chưa được tổ ủy đồng ý, các cậu không được thi đấu. Trên khán phòng, sau khi bình tĩnh lại, Ratatot liền lập tức cấm hai người thi đấu, sau đó liền vội bổ sung. Ban tổ chức sẽ lập tức thương nghị, sau khi có kết quả các cậu không được động thủ, nếu không sẽ không được tính kết quả mà còn xóa tư cách thi đấu. Không một tiếng hồi đáp, hai người Bùi Đông Lai và Mơc lúc này đối diện nhau, sát khí của cả hai tuôn trào mãnh liệt. Các cậu có nghe không? Nhìn thấy tình hình trên võ đài vẫn căng thẳng, Ratatot hơi nóng nảy, thân là người trong bản tổ chức, hắn không cho phép có sự coi thường nào đối với quyết định của ban tổ chức. Báo cáo giáo quan, Bùi Đông Lai đã rõ. Nghe được lời này, Bùi Đông Lai thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn Ratatot, cùi chào đáp lời. Mặc dù hận không thể lập tức xé xác Mơc nhưng hắn vẫn biết cái gì cần làm. Giáo quan, lúc này cách buổi trưa còn hơn một tiếng. Mơc cũng nhìn về phía Ratatot, khinh thường cười nói. Nếu như Bùi Đông Lai đã vội vã muốn thi đấu thì tôi cũng sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng muốn chết sớm của hắn, từ giờ đến buổi trưa là đủ giết hắn hơn 100 lần rồi. Đợi sau khi thương nghị, ban tổ chức sẽ có câu trả lời cho các cậu. Ratatot nhắc lại một lần nữa, sau đó quay về chỗ ngồi, cùng một vài thành viên ban tổ chức thương nghị. Còn trên võ đài, Bùi Đông Lai và Mơc lại đem ánh mắt nhìn về nhau, sát ý càng tăng cao. Thật không ngờ trận đấu tiếp diễn như thế này. Đúng à, sự tình phát triển càng lúc càng hấp dẫn à. Không biết hai người ai sẽ thắng đây? Tất nhiên là Mơc, căn cứ vào tài liệu thi đấu trước đó thì hắn đã tiến vào chiến sĩ cấp 9, trên tay nhuốm vô số máu, so sánh thủ đoạn giết người và kinh nghiệm chiến đấu thì Bùi Đông Lai làm sao bằng được. Đúng vậy, mặc dù võ học Trung Quốc thần kỳ nhưng tóm lại không phải là kỹ thuật giết người tốt nhất, còn Mơc lại được chân truyền những kỹ thuật giết người mạnh nhất. Xem như ban tổ chức đang thương nghị thì trong hội trường tiếng bàn luận vang lên sôi nổi. Hầu như tất cả đều cho rằng Mơ sẽ chiến thắng. Mơ các hạ, ngài cho rằng ban tổ chức sẽ đồng ý sao? Trong lúc đó, ở trên thính phòng, Terry một trong năm dòng binh vương nhìn đệ nhất dòng binh vương Mơ hỏi. Nghe câu hỏi của Terry, Mơ trầm ngâm nói. Chủ ý của Mơ đúng là nhắm vào Bùi Đông Lai, ngay cả ban tổ chức cũng biết điều này. Trận đấu ngày hôm nay là Mơ phạm quy trước, theo lý thuyết hắn sẽ bị tước bỏ tư cách thi đấu. Nhưng Bùi Đông Lai lại không yêu cầu vậy, mà chỉ yêu cầu tiến hành thi đấu với Mơ, như vậy có lẽ ban tổ chức sẽ đồng ý. Tôi đồng ý với lời nói của Mơ các hạ. Đệ nhị dòng binh vương Krupp cũng gật gật đầu, nói. Lần thi đấu này là lấy tiếp cận chiến đấu thực tế làm mục tiêu, cố gắng tổ chức lần thi đấu đỉnh cao nhất trong lịch sử. Cho nên nếu không đồng ý thì sẽ mất đi một trận chiến đỉnh cao. Vậy các vị cảm thấy trong hai người ai mạnh hơn? Lại một gã dòng binh vương hỏi. Nhìn biểu hiện thì Mơ mạnh và nguy hiểm hơn nhưng Bùi Đông Lai từ khi bắt đầu thi đấu luôn tạo cho người ta cảm giác bí ẩn, khó đoán. Nhưng nếu lựa chọn ngươi sẽ thắng thì ta tin tưởng Mơ, dù sao cường giả chết dưới tay Mơ cũng không ít. Krupp nói. Còn Mơ các hạ nghĩ sao? Ta cho rằng Bùi Đông Lai sẽ thắng. Mơ đáp lời. Vì sao? Bốn người dòng binh vương kinh ngạc hỏi. Thực lực chân chính của Mơ chỉ cần phân tích qua tư liệu sẽ rõ, còn Bùi Đông Lai quá bí ẩn, cùng với biểu hiện tự tin hô vang quán quân là ta khi mới bắt đầu và thái độ vừa biểu hiện khi này, điều này chứng minh hắn có khả năng thắng được Mơ. Mơ nhìn Bùi Đông Lai nói. Còn nữa, tính toán kỹ thì Mơ mặc dù giết rất nhiều người, thủ đoạn phong phú nhưng các vị không thấy biểu hiện của Bùi Đông Lai trong trận đấu đột kích cá nhân sao? Chẳng lẽ các vị nghĩ đó là biểu hiện của một đội viên đặc chiến đội bình thường có thể làm được sao? Đúng rồi. Trong giây lát, đám Krupp đã thông suốt. Bởi vì, qua trận đấu đột kích cá nhân, bọn hắn đều nhìn ra được Bùi Đông Lai là một binh sĩ có năng lực cực mạnh, kinh nghiệm tác chiến rất phong phú. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Trong lúc đám Mers bàn luận thì Tô Bồ Đề bất ngờ đi đến trước người Bùi Đông Lai, sắc mặt phức tạp nhìn Bùi Đông Lai nói. Nếu ngươi ngoan cố thì kết quả sẽ là bị hắn chém giết thôi. Bá! Tô Bồ Đề vừa lên tiếng, tiếng bàn luận trong hội trường giảm xuống không ít, ngay cả đám Bùi Đông Lai cũng không nhịn được mà nhìn nàng. Vì sao Tô Bồ Đề phải nhắc nhở Bùi Đông Lai? Trong lúc bất ngờ,
Ngoài Bùi Đông Lai tất cả mọi người đều khó hiểu, căn cứ vào tình báo thì Tô Bồ Đề cũng giống như hai người Bastien và Mark đến đây thi đấu là vì Bùi Đông Lai. Sao lại xảy ra việc này, Tô Bồ Đề không có lý do giúp đỡ Bùi Đông Lai à? Mấy người kia không biết lý do nhưng Bùi Đông Lai thì hiểu rõ. Hắn biết Tô Bồ Đề mặc dù muốn giáo huấn hắn nhưng chỉ giới hạn trong giáo huấn mà thôi, không hề có sát ý, vì Bùi Vũ Phu có quan hệ với Tô Bồ Đề, cho nên nếu gặp tình huống nguy hiểm Tô Bồ Đề còn có thể sẽ giúp đỡ chứ tuyệt không có sát ý. Biết rõ điều này, cho nên Bùi Đông Pha không hề nói gì nhưng Tô Bồ Đề vẫn tiếp tục nói. Tiện nam, ta đã nói phải giáo huấn ngươi, nếu ngươi chết thì làm sao ta giáo huấn được chứ? Có lẽ nhận ra nghi hoặc của đám đông hoặc nhận ra Bùi Đông Lai đã hiểu rõ ẩn tình cho nên Tô Bồ Đề khôi phục bộ dáng ban đầu, ngạo nghễ nói. Nếu ngươi muốn chết phải hỏi qua ý kiến của ta đã. Tô Bồ Đề, đáng tiếng là đầu của hắn ta đặt trước rồi. Nghe được lời này của Tô Bồ Đề, Mộc nở nụ cười lạnh nói. Tiếc là cô kém may mắn thôi. Ngươi, nghe vậy, Tô Bồ Đề giận dữ, nhưng không biết nói lại điều gì. Theo thứ tự sắp xếp thì trận đấu bây giờ hoãn thì ngày mai Bùi Đông Lai vẫn phải đấu với Mơ. Thánh nữ Tô Bồ Đề, tên kia từng nói hắn sẽ đoạt ngôi quán quân vậy thì làm sao mà thua Mơ các hạ được chứ? Lúc này, một gã thanh niên trong đám bộ đội đặc chủng 707 Hàn Quốc cười lạnh, châm chọc nói. Nếu cô muốn giáo huấn hắn vậy thì đợi vào chung kết là được mà. Đúng vậy. Tên hỗn đàn của Long Hồn Trung Quốc vừa nãy không phải từng võ học thần kỳ của Trung Quốc đánh bại đội trưởng Zeller sao? Nói vậy thì Bùi Đông Lai các hạ cũng có thể sử dụng thần kỹ mà chiến thắng Mơ các hạ chứ? Tên bộ đội đặc chủng Hàn Quốc vừa nói xong thì Johan bộ đội đặc chủng Hoàng gia Anh cũng tiếp lời. Lời nói vừa rồi của hai người, mọi người đều hiểu rõ, bề ngoài là khen ngợi nhưng thật ra là chết nhạo Bùi Đông Lai không biết tự lượng sức quyết đấu cùng Mơ. Bộ đội đặc chủng Red Alert Ấn Độ đang muốn nói thì đám Ratatot đã bàn luận xong, Ratatot đứng dậy thông báo kết quả. Nhìn thấy vậy, mặc dù hận không thể trực tiếp kéo Bùi Đông Lai xuống khỏi võ đài nhưng Tô Bồ Đề biết nếu Bùi Đông Lai không chịu nhận thua, thì trận đấu này cũng không né tránh được. Căn cứ thảo luận của ban tổ chức, quyết định đồng ý với đề nghị của hai người Bùi Đông Lai và Mark, vòng bán kết được cử hành sớm. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Ratatot thông báo kết quả thương nghị. Bá. Sau đó, mọi người đều đem ánh mắt thương hại nhìn về phía Bùi Đông Lai ngoại trừ Tô Bồ Đề với ánh mắt quan tâm lo lắng. Chỉ có ánh mắt của thành viên Long Hồn Trung Quốc vẫn bình tĩnh, bọn họ đang đợi Bùi Đông Lai dùng kết quả chứng minh cho mọi người biết. Chúc mừng mày đã đem ngày giỗ đầu sớm hơn một ngày. Trên võ đài, Mơ cười lạnh áp sát, sát ý bùng nổ. Ngày giỗ đầu. Vù. Trên võ đài, Bùi Đông Lai đã động. Như sử dụng ma pháp, hiện ra từ hư không trước mặt Mơ, cả người giống du long xuất hải, quyền như đạn đại bác bắn ra, nhằm thẳng đầu Mơ mà đến. Long quyền. Chỉ liếc mắt một cái, Tiêu Cuồng liền nhận ra đây chính là sát chiêu của Long Vương Diệp Cô Thành. Dịch giả, cậu út. Bởi vì Diệp Cô Thành khác với những người Diệp gia khác, chẳng những không có chèn ép khi dễ Bùi Đông Lai mà ngược lại một lòng ủng hộ hắn. Cho nên khi Bùi Đông Lai nói muốn dùng long quyền đánh chết Mơ, Tiêu Cuồng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, nhìn Bùi Đông Lai ra tay hắn vẫn kinh ngạc. Mặc dù biết thực lực Bùi Đông Lai vượt xa hắn nhưng thời gian hắn khổ luyện long quyền không ngắn, tự nhận là mới có chút thành tựu nhưng so với uy lực long quyền mà Bùi Đông Lai đánh ra lúc này, thì sợ rằng đã đến cảnh giới lấy ý hiện hình rồi. Long quyền là do Long Vương Diệp Cô Thành kết hợp từ 4 thứ quyền pháp của hình ý quyền. Xà quyền võ học bản thân và thuật giết người để tạo ra. Trong đó, hình ý quyền quyền thế dũng mãnh, xà quyền giết người quỷ dị, có thể nói bên trong quyền chứa sát khí, làm cho người khác khó lòng phòng bị. Mà giống như hình ý quyền có 3 đại cảnh giới, long quyền cũng chia làm 3 đại cảnh giới là ý động thân tùy, lấy ý lĩnh khí và lấy ý hiện hình. Mà vừa nãy Bùi Đông Lai vừa ra tay đã thể hiện hắn đã luyện long quyền đến cực hạn, lấy ý hiện hình. Tiêu Cuồng không biết Bùi Đông Lai do dung hợp linh hồn của Tiêu Phi, cho nên kế thừa toàn bộ tri thức võ học, trí nhớ mà Tiêu Phi đã học, mà trước khi chết 4 năm Tiêu Phi đã đem long quyền luyện đến cực hạn. Động như sơn băng, tĩnh như phục thỏ, vận động như bách luyện chi cương hà kiên bất tồi, thân tự du long thủ thủy, kiến không tức tiến. Cuồng long nổi trên mặt nước. Bùi Đông Lai ra tay không dựa theo quy tắc, quyền vừa ra là long quyền, chiêu thức hung mãnh, tốc độ như chớp giật. Chiếm được cơ hội. Hừ,
Đối mặt với một quyền hung hổ của Bùi Đông Lai, Mặc âm thầm khiếp sợ khí thế của hắn, nhưng vẫn không thèm coi trọng mà chỉ vung quyền đón đỡ. Cứng trọi cứng, lấy sở trường của chiến sĩ Châu M mà cần sợ à. Dầm. Hai quyền chạm nhau, hóa kình ẩn trong quyền đầu của Bùi Đông Lai bất ngờ bùng nổ, cùng lực lượng nhục thể thuần túy của Mặc hung hăng va chạm, tựa như hai ngọn núi lớn va chạm, thanh thế kinh người. Bịch. Lực lượng khủng bố không chỉ chấn cho cánh tay Mặc run lên, mà hai chân của hắn còn bị lún sâu xuống đất. Lộp bộp. Tục ngư C nói, người trong nghề vừa nhìn đã biết là hàng thật hay giả. Bởi vì mới bước vào cảnh giới bán bộ chiến sĩ cấp 9, cộng thêm kinh nghiệm giết người và chiến đấu phong phú. Cho nên đứng trước Bùi Đông Lai hắn mới tự tin nói những lời kia, nhưng lúc này cảm giác lực lượng khủng bố từ cánh tay truyền về, trong lòng Mặc chấn động mạnh, hắn sao lại mạnh như vậy? Một quyền đánh Mặc lún xuống đất, Bùi Đông Lai vẫn không dừng lại, thừa thắng xông lên, biến quyền thành chảo, tựa như long chảo, nhắm đầu của Mặc chảo xuống. Mặc chính vì sơ ý khinh thường mà bị Bùi Đông Lai đánh cho trở tay không kịp, rơi xuống hạ phong, lại nhìn thấy Bùi Đông Lai không buông tha, tiếp tục hạ sát chiêu thì sao dám khinh thường nữa. Xoay eo, rung vai, vung quyền. Hữu quyền của Mặc lao lên, như đại bác cao xạ, nhắm thẳng lòng bàn tay của Bùi Đông Lai lao đến. Khí huyết được Mặc phản kích thì Bùi Đông Lai lập tức biến quyền thành trường, chụp xuống nắm đấm của Mặc. Trường khắc quyền. Bốp. Trường quyền chạm nhau, Mặc chỉ cảm giác nắm đấm của mình như va vào khối bông, lực đạo hoàn toàn bị hấp thu, không tiến tới được nửa bước. Lấy nhu thắng cương. Bùi Đông Lai sử dụng đạo lý nhu khắc cương trong thái cực để ngăn cản nắm đấm dùng 10 phần sức mạnh của Mặc. Vốn bàn tay đang mở ra của Bùi Đông Lai đột nhiên khép lại, chuyển thành hình long chảo, trong nháy mắt đã nắm chặt lấy, năm ngón tay như kiếm cắm trên nắm tay Mặc, bất ngờ vận sức vặn một cái. Lúc này nhìn Bùi Đông Lai như một con cự long, xoay quanh phía trên Mặc, long chảo ở phía trên Mặc, cảm giác như cuồng long áp đỉnh. Hiểu được không thể ngăn cản chiêu này cho nên Mặc bỏ mặc cổ tay có thể bị bẻ gãy, tay trái đâm về hướng yết hầu Bùi Đông Lai. Mặc thực sự có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vào lúc nguy hiểm chấp nhận chịu thương để giết chết đối thủ. Nếu tiếp tục thì Bùi Đông Lai sẽ bẻ gãy cổ tay phải của Mặc nhưng rất có thể bị chết bởi chiêu phản đòn của hắn. Bùi Đông Lai hiểu rõ điểm này. Cho nên hắn lập tức buông tay của Mặc, lui về sau làm Mặc đâm vào không khí. Sau đó, không để Mặc kịp thu tay về, Bùi Đông Lai đã xuất cước. Cuồng long bãi vĩ thủ họa viên, long khởi long túng thân nữ toàn. Xuất thủy vô thanh thối vô ảnh, thôn thổ vân vụ tàng kỳ quyền. Cuồng long bài vĩ nghe giống chiêu của anh Nhiếp Phong quá. Trong lúc lui về, Bùi Đông Lai đã sử dụng kỳ chiêu trong long quyền. Cuồng long bài vĩ quét về phía Mặc. Mặc biến sắc, không dám khinh thường, hai tay thu về thủ bên người. Bốp! Một cước đá trúng song trưởng của Mặc, phát lên một tiếng, thân hình Mặc bị lực lượng khủng bố đẩy lui về sau. Cộp, 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 cộp. Năm thanh âm vang lên, mặt đất in rõ năm dấu chân, phải lùi lại năm bước Mặc mới ổn định được thân hình. Ách! Nhìn một cảnh này, cả hội trường kinh sợ. Ngay cả Tô Bồ Đề, Bát Thiên và đoàn người ban tổ chức cũng khiếp sợ. Trước đó mọi người đều cho rằng Bùi Đông Lai không phải là đối thủ của Mặc nhưng tình hình lúc này lại ngược hoàn toàn dự đoán. Mặc bị một cước của Bùi Đông Lai đẩy lui về sau năm bước, điều này có thể làm bọn hắn không khiếp sợ sao? Nhất là Tô Bồ Đề. Bởi vì hai tháng trước nàng đã đánh với Bùi Đông Lai, nên nhận thức cũng rõ ràng hơn. Qua trận đấu trước của Bùi Đông Lai nàng cũng nhận ra thực lực Bùi Đông Lai có tiến bộ. Nhưng cũng chỉ một ít thôi. Vì thế nàng mới khẳng định Bùi Đông Lai không phải đối thủ của Mặc. Mà lúc này, Bùi Đông Lai hắn. Sao đột nhiên hắn lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ trước đó hắn che giấu thực lực chân chính? Trong lòng Tô Bồ Đề nghi hoặc. Không thể nào. Tô Bồ Đề lập tức phủ định suy đoán này. Nếu như che giấu thực lực thì cũng chỉ trong 2 tháng gần đây thôi mà trong 2 tháng thực lực của hắn không thể tăng nhiều như vậy. Không chỉ Tô Bồ Đề khiếp sợ, mà ngay cả Ngũ Đại Dòng Binh Vương cho rằng Bùi Đông Lai sẽ thắng cũng khiếp sợ. Mặc dù bọn họ đoán Bùi Đông Lai sẽ thắng nhưng lại không ngờ thực lực Bùi Đông Lai lại mạnh như vậy. Duy nhất không khiếp sợ chỉ có 4 người trong tổ Long Hồn, Trần Anh, Tiêu Cuồng, Vương Khuê và Tôn Nhận. Bởi vì bọn họ đều biết rõ thực lực chân chính của Bùi Đông Lai. Còn bởi vì họ đối với người nam nhân điên cuồng đã dẫn dắt họ tiến hành 2 tháng huấn luyện ma quỷ tin tương tuyệt đối.
đối với họ mà nói. Nam nhân điên cuồng đó đã nói hắn sẽ đoạt ngôi quán quân, vậy thì ngôi quán quân chính là của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.